Sao lại nóng vừa. Rồi, hôm bữa cô Liễu dạy tới cái phần antitrust law nha. Federal state antitrust law limit anti-competitive behavior in marketplace. Primary federal antitrust law Sherman Act passed in 1890. California main antitrust law Cartwright Act passed in 1907. Thì những cái law này nè, mình đi thi đó là nó sẽ hỏi mình nha. Thì ra mình nhớ, mình đáng nhớ là cái Sherman Act thì nó có trong 1890, còn cái Cartwright đó thì nó có trong 1000. Ủa, cái kia nó mục tiêu đấy. Những cái luật mà chính phủ nó đặt ra đó, tại vì để nó cho, để nó chống những cái nhà băng nó kỳ thị với những cái với người da trắng, nó kỳ thị người da màu. Là Re-r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 e
penalty for Sherman Act violation, individual fine up to $1 million and or 10 years of imprisonment. Corporation fine up to 100 triệu. Vì mình là real estate agent, mình đi học, mình có bằng, mình biết hết những cái luật. Cho nên là chính phủ nó phạt mình nặng hơn là nếu mà mình mua nhà for sale by owner hay là mình mượn tiền qua một cái người bình thường. Thì nếu mà mình bị nếu mình ăn gian đó thì mình có thể bị phạt cho tới 1 triệu và 10 năm ở tù hay là một trong hai cái, một cái là 1 triệu, hai là 10 năm ở tù. Mà nếu mà bản xưởng á mà nó gian đó thì bị phạt up to 1 triệu. Antitrust law prohibits these business practice and activity như là price fixing, group boycott, timing agreement, market allocation. Price fixing là gì? Tức là bây giờ thí dụ như cái người bán nhà với người mua, cái người sell agent với cái người buy agent, hai người ăn cắn với nhau. Giờ thí dụ như mình thấy cái giá nhà đó nó list là 1 triệu, thân chủ mình bỏ vô 1.2 triệu, nhưng mà cái bên trong đó cái người sell agent, người agent của cái người bạn người ta nói là không, mình sẽ đem cái giá lên thiệt là cao tới 2 triệu. Mình cứ nhận offer nào vô, thí dụ như hai người bên trong nói nhau, anh ai bên bên nói nhau bây giờ mình sẽ bán cái giá là 2 triệu. Nếu mà cái người khác trong cái group đó người ta bỏ 2 triệu thì hai người này lại nói lên 3 triệu hay 2 triệu lên. Cái đó là price fixing. Bên trong nói tới cái lúc mà người ta đồng ý với cái giá người ta hay là người của người ta mua thì lúc đó người ta mới bán. Thì đó là price fixing. Nó với lại price fixing nó không có cho biết là cái commission được bao nhiêu. Tại vì hai người bên trong cãi với nhau rồi,
ví dụ như mà nó bán không được cái giá nó đó, thì lúc đó nó cho cái commission ít hơn. Hay là cái người bây giờ thí dụ như mình là Thomas Đà, mình là listing agent, bây giờ mình có người bạn làm cho một cái broker khác, giờ mình nói nhau người của anh đưa vô đó thì tôi sẽ bán với cái giá đó, nhưng mà nếu mà những cái người khác đưa vô đó thì tôi sẽ không bán, mặc dù cái giá đã cao hơn, mặc dù giá đã thấp hơn đang bán. Nó có in thường thường ở trong cái listing mà nó đăng nhà bán á, là nó phải cho biết là cái người buyer agent được bao nhiêu commission. Bây giờ nó không in ra, thí dụ cái người của nó đó thì nó bỏ cái commission cao hơn, người khác thì bỏ commission ít hơn. Thường thường khi mà mình in ra ở trong cái giấy listing đó thì nó có để BAC, tức là Buyer Agent Commission, nó sẽ để luôn cái đó là bao nhiêu. Never tell fine rate is non-negotiable. Theo nói là mình nói với lại cái client của mình đó, cái giá này trả không được, tôi biết bên trong nó nói là 1.3 triệu là anh trả 1.3 triệu đi, cho anh trả thấp hơn nó sẽ không bán. Cut rate competitor broker can discuss rate with own salesperson. Thì những cái hành động này là những cái mà hành động illegal price fixing. Boycott agreement between two or more competitors to exclude other competitors from fair participation in marketplace. Em mới nói là hai cái người broker khác nhau, hai người sell agent khác nhau, nhưng mà người ta làm ăn chung với nhau. Người ta nói là bây giờ thí dụ như mình bán trong cái người client của mình thôi, chứ không cho bán cái client của người khác. Là nó nói bây giờ mình bán cho cộng đồng Việt Nam thôi, không có bán cho cộng đồng Việt Nam. Agreement to sell one product only on condition that buyer also purchase different or type product from seller. Bây giờ cái người buyer, một cái người ta gọi mình, ta nói là giờ tôi muốn đi mua nhà, dạ tôi đi coi. Mình nói nếu mà anh muốn đi của tôi đó thì anh phải đi loan của bên tôi, còn không á tôi không có dặn anh đi, thấy không? Cái đó là cái tie agreement. Mình bắt người ta, nếu nhờ tôi đi mua thì phải đi loan ở bên tôi. Ta nhớ không, mình nói ngay từ đầu đó, mình nếu mà thân chủ mình đi loan của mình, đi expo bên mình, thì broker mình nó trả cho mình thêm tiền phê. Cho nên mình bắt cái người buyer phải đi chung với mình. Cái người buyer mình không được đi loan ở Bank of America đâu hết. Market allocation agreement between competitors to divide up market in terms of product, customer or service area. Illegal between competitor, okay for broker to do for salesperson. Tại nó nói bây giờ anh Thomas Dow, anh ở Westminster, anh nói là bây giờ đó để tôi control nguyên cái thành phố Washington, muốn mua đó thì phải đi qua tôi mua, nhưng mà ngược lại đó tôi sẽ không cho cái người bán của tôi đã bán ở thành phố Fountain Valley, người ta để một cái broker khác, tức là mỗi một broker nó control một cái thành phố, thì cái đó cũng là illegal ha. Tại vì khi mà một người broker người ta control một cái thành phố đó, cái giá người ta định giá cao bao nhiêu, cái người mua bắt buộc theo hoạt đó, thấy không? Đó, thì ra cái đó cũng là cái illegal mà chính phủ nó không sợ. Rồi, đó là trong chính sách của chapter 16. Thì nó về toán,
nha. Thành toán thì thường thường ở trong mấy bài thi đó hầu như người ta không cho, mà nếu mà ta cho thì cho một hai bài thôi. Mà toán này là toán diện tích với lại tìm chu vi của hình chữ nhật. Cái bài chị làm ha. Dạ. Mấy cái toán thì bây giờ mình biết cái công thức rồi ha, thì mình chỉ bỏ đi mấy cái số thôi. Bây giờ mình học lại bắt đầu chapter 1. Chapter 1 thì nó nói về cho mình biết được là về cái bất động sản với lại cái personal cái bất động sản. Nó có two types of property, một cái là real property tức là land and everything attached to it. Bây giờ mình mua cái nhà ha, thì mình có cái mảnh đất, mảnh vườn. Rồi những cái cây mà mình mua ngoài Home Depot mình trồng xuống, hay những cái cây dù mình mua ở cái nhà ở trong rừng, những cái cây mà thiên nhiên nó làm ra, thì tất cả những cái mà nó có những cái rễ nó bắt sâu xuống dưới đất, cái đó gọi là real property, bất động sản. Mà những cái mà personal property tức là những cái anything not real property, thì thường thường những cái mà mình nghĩ tới personal property đó là những cái mà mình mang được trong người mình, theo cái box, cái kiến, cái cuốn sách, cái tivi, tủ lạnh, những cái đó mình mang được thì đó gọi là personal property. Khi mà mình own một cái bất động sản ở Mỹ đó, thì mình có nhiều cái quyền lợi trong mình lắm. Real property ownership thì nó có a bundle of property rights, cái right, cái privilege and interest associated with land ownership, such as right to possess or sell, are also considered part of real property. Mình own một căn nhà, mình own một cái bất động sản, mình own một cái mảnh đất, thì mình được toàn quyền sử dụng nó. Mình cho mướn cũng được, mình bán cũng được, mình muốn phá để cái nhà mình ra, mình để nó trông cũng được ha. Mình own tất cả những đó, mình để gia tài cho con cháu thì cũng được, mình đốt cũng được, miễn mà nó không bị cháy thôi. Nó làm cháy tức là mình có cái quyền, đúng không? Dạ. Thì giờ mình có cái quyền, mình muốn làm bất cứ cái nhà này, mình own nó rồi, mình trả đất rồi. A putative, a right or interest that goes with ownership of land, including air right, water right, mineral right and support right. Thì những cái quyền lợi mà trong những cái bất động sản mà mình own đó, thì nó gọi là a putative nha. Dạ. Thì cái chữ appurtenant này khi mình đi làm nó có, mình thấy nhiều lắm. Thành ra cái đó là mình hiểu cái đó là cái quyền lợi của những người mà ôn những cái bất động sản. Appurtenant thì nó có bốn loại, một cái là air right, water right, mineral right and support right.
Air right tức là landowner has right to use airspace above property within limitation imposed by law. Air right can be sold separately from the land. Ở trong California mình không thấy, nhưng mà ở bên New York đó, bây giờ ví dụ như mình own cái nhà ở, ha, mình own cái nhà một tầng, nhưng mà mình có quyền mình bán hay mình cho mướn để người ta xây cái nhà, cái tầng lầu khác trên cái nóc nhà của mình. Cái đó New York nó xảy ra nhiều lắm. Mấy cái nhà chập chờn vậy chứ ở cái phần bên trên đó là thường thường người ta mướn hay người ta mua. Chứ ở California thì nó không có, nhưng mà New York thì nó xảy ra nhiều lắm. New York, Chicago, mấy cái địa bàn kia nó xảy nhiều lắm. Hồi mà thời xa xưa đó, khi mà mình ôn một cái bất động sản thì cái quyền lợi, cái air right của mình nó tuốt lên mặt trăng. Với lại bên dưới đất của cái phần đất của mình nó tuốt xuống dưới lòng đáy biển. Nhưng mà về sau này tại vì chính phủ nó chế ra máy bay, nó chế ra phi thuyền, chế ra tàu ngầm, cho nên nó limit mình lại. Nó không cho mình ôm thuốc lên trên kia. Cái kế tiếp là cái water right. Cái water right đó thì nó có two types of water in a riparian right system. Cái water right nó còn gọi là riparian water, tức là flowing water như là dòng sông hay dòng suối. Littoral water nó là standing water, giống như cái lake hay ocean, người ta nói ocean, mấy cái lake nó bị chặn lại rồi, nó không có chảy qua được. Water may be used only on riparian or littoral property. Bây giờ mình mua cái nhà ở trước cái dòng suối, trước dòng sông, mình tự động mình được quyền xài những cái dòng nước đó, mình không cần phải xin phép ai hết. Nhưng mà đó không phải là mình được cái quyền mình xài, tức là mình lấy hết cho mình. Và ví dụ như mình ở bên trên đầu của cái dòng suối, mình không được chặn lại cái nước, mình chỉ giữ hết cho mình thôi. Tại vì những người mà ở bên dưới mình đó, người ta đâu có xài được cái nước. Nhưng mà vì cái quyền chính phủ nó nói khi mà mình ôm những cái bất động sản đó, mình được quyền xài những cái dòng nước ở đằng trước mình, đúng không? Bây giờ mà cái người ở trên đầu nguồn á, người ta chặn rồi, mình dưới đây mình đâu có nước xài. Thành ra mình được quyền xài, nhưng mà mình không được quyền giữ nó lại cho riêng mình xài. Mình phải sell người ta. Dạ. Luật nước Mỹ trên thế giới thì Danny nghĩ là chắc cũng vậy, nhưng mà tùy nước. Ví dụ như bây giờ đó thì thành ra em mới nói là đó là tùy mỗi cái country. Thì tàu thì trước giờ mình biết rồi, nó muốn giật nước, giật nhiệt tài sản của mình. Dạ. Đó thành ra là, nhưng mà mình tại vì cái luật này là Mỹ, bên thẳng Mỹ thì mình biết ở Mỹ thôi, chứ còn bên ngoài thì nó tùy đó. Dạ thì biết rồi, từ cái lịch sử mình đòi tàu nó hay ra qua nước mình nó xâm chiếm. Dạ. In California, a private right largely reflects riparian right system. Right obtained through permit process. Permit holder can use water for specific purpose, such as irrigation. Irrigation tức là recycle nước. Ở mấy thành phố đó, tại vì ở trong California nó bị hạn hán, cho nên nó xây một cái system để nó recycle, để xài cái nước đó để nó tưới mấy cái cây ở ngoài đường này nè. Dạ. Thì nếu mà mình ở nhà, mình cũng build một cái system riêng cho mình để mình đỡ tốn tiền nước, thì mình phải xin cái giấy để chính phủ nó xuống nó check, để coi mình có xài được những cái nước recycle đó không. Tại vì nó sợ là giờ ví dụ như mình không làm được cắt thì nó sẽ sinh ra bệnh tật, sinh ra ruồi mũi rồi vi trùng kia nó bệnh tật. Dạ. Thì cái đó riêng ở California, tại vì California nó bị hạn hán cho nên chính phủ nó cho. Groundwater is located in underground aquifer overlying right
landowner have right to groundwater in aquifer beneath their property, water table, natural level and which water can be found underground. Nhớ không, mình khi mình ôm một cái bất động sản mình có cái quyền lợi là gì? Air right nè, water right, mineral right, đúng không? Thì ở dưới cái nhà mình, ở cái diện tích dưới nhà mình, nếu mình thấy cái dòng nước, ví dụ mình đào xuống mình thấy có cái gì, mình có quyền sử dụng nó, mình cần phải xin chính phủ. Chỉ có mình xài được, tại vì nó trong cái phạm vi của nhà mình, mình không cần để cho cái người kế bên người ta xài, tại vì trong phạm vi nhà mình thì mình được quyền xài. À, mình đào sâu xuống cái giếng nữa, có dòng nước nữa, mình cũng ôn cái đó luôn. Mutual water company. Company create to secure water supply at reasonable rate for user in particular area. Stock in this company is an abundant right that run with the land. Người ta, nhớ không, ở California nó cho mình xin cái permit để mình recycle nước, để mình chế nước lại. Thì những cái hãng bán nước như là Arrowhead, những cái hãng đó người ta xin cái permit, người ta lập ra những cái hãng xưởng để nó lọc nước tuốt ở bên trên núi ha, và xin đó người ta lọc nước người ta bán lại cho dân chúng, nhưng mà chính phủ nó bắt là phải bán với cái giá rẻ chứ không được trả cổ. Thì khi mà những cái hãng nước này đó nó bán một cái phần đất của nó thì tất cả những quyền lợi về nước nó bắt buộc nó cũng phải transfer cho mình. Và cái câu này nó có trong cái bài thẻ, những bài thẻ ha, nó hỏi là cái stock ở trong những cái water company đó, khi nó bán cho mình đó thì cái quyền lợi đó nó có được transfer hay không, hay nó phải viết trong cái deed. Nó không cần viết trong cái deed, tự động khi nó bán phần đất của nó là nó phải transfer cho mình luôn ha. Mineral right. Landowner has the right to extract solid mineral located within property in verdict pyramid. Minerals are real property when in the ground, personal property once extract. The right to extract mineral may be sold separate from land. Mình nhớ không, khi mình ôn cái bất động sản là mình có cái quyền air right, water right, mineral right là những cái bên dưới lòng đất, đúng không? Mineral tức là những cái gì, vàng bạc, kim cương ha, thì mình phải đào lên. Thì khi mà kim cương vàng bạc á, nó bên dưới đất mình chưa có đào nó lên, cái đó gọi là real property, đúng không? Nó dính tới lòng đất. Nhưng khi mình đào nó lên rồi đó thì nó là personal, tại mình đào lên mình mua được nha. Thì trong bài thêm có nhiều cái câu hỏi nó hỏi mình nên mình phải nên để ý là cái câu hỏi nó hỏi là cái cục kim cương đó nó vẫn còn lòng dưới lòng đất hay nó được đào lên rồi nha. Thì hai cái đó khi mà nó nói là khi mà bên dưới lòng đất á, dưới nhà mình á, nó được real property, và khi mình bán á, mình có thể bán cái quyền lợi để nó đào cái những cái mỏ vàng dưới lòng đất của mình á separately ha. Ví dụ như mình biết ồ nhà mình ở bên dưới có mỏ vàng, mình bán cho một cái cơ quan, nó tới nó chỉ cần đào cái mỏ vàng để lấy hết vàng rồi thì nó đi bán được, chứ mình không phải bán nguyên cái nhà mình, nguyên cái property của mình thì nó mới được vô đất đai. Oil and gas rule capture apply consider fugitive substance. Tại vì cái oil với lại cái gas, cái đó mình biết là nó giống như là cái không khí, đúng không? Thành ra là mình cái quyền lợi của mình đó là khi mà mình đặt mấy cái mỏ dầu để mình đào, mình lấy dầu đó, mình hút nó lên thì cái đó mình được lấy cho nó ha. Hay là những cái gas mà nó escape lên thì mình được lấy nó, chứ còn những cái mà dính dưới lòng đất mình được quyền mình đào xuống để mình lấy nó lên. Ngay ở dưới Tân Beach, nếu mà mình đi đường Pacific Coast á, bên phía tây phải mình thấy mấy cái mỏ dầu, nó cái bầm xuống
đó thì đó là của thành phố nó own, nhưng mà có nhiều cái nhà ở thành phố làm biết người ta cái mảnh đất đó mình cái mỏ mà người ta lấy dầu riêng ở nhà người ta, yeah. Thì cái đó là cái quyền lợi của cái người ôn nhà ở trong cái tiểu bang California, người ta được quyền lợi cái đó. Support right, natural support provided to land by surrounding land, subjacent support, support provided by underlying earth, lateral support, support provided by adjacent land. Bây giờ mình biết là khi mình own cái property mình có bốn cái right đúng không? Water right, air right, mineral right, cái support right này là gì? Bây giờ mình nói là giờ mình own cái nhà của mình own cái phần đất của mình muốn đào nhà, mình muốn xây thêm phòng, mình muốn xây hồ bơi. Nhưng mà nếu mà mình đào sâu quá để cái nhà bên cạnh á, để cái frame của nhà bên cạnh nó bị méo hay nó bị sập thì mình phải đề cho người ta. Chứ không phải mình nói là tôi chỉ đào bên cái phần đó tôi, bên phần của anh nó bị rung chuyển, nó rớt, cái đó là chuyện của anh. Không phải vậy. Vì nó có cái subjacent support. Subjacent là cái nối lại kế bên nhau. Thấy không? Thì ra mình có đào nhà mình, bây giờ mình mua nhà mình cũ rồi, bị mối hết rồi, mình phá ra hết, mình xây nhà mới. Đúng, nhưng mà mình phải để ý. Vì nếu mà mình làm nó đào sâu quá để cái đất nó bị lở, cái nhà cái bên nó sụp thì mình phải để người ta xây lại nhà mới. Rồi. Sao chị? Lateral support là nó cũng ở trong cái phần subjacent luôn chị, tức là mấy cái đó support provided by adjacent land, tức là cái chính của nó ha là cái support right. Thì trong cái support right đó nó có hai cái phần, cái là subjacent support và một cái là lateral support. Thì hai cái đó nó chung khi mà thí dụ như mình đào nhà, mình xây hồ bơi mà cái nhà bên cạnh nó thưa mình, tại vì mình đào đó cho nên cái hồ bơi của nó bị nứt, thì đem ra tòa đó thì nó xu mình dưới cái dạng là support right. Thì từ ở trên tòa đó người ta mới coi, người ta mới gửi người xuống, gửi mấy người địa lý đó đo cái này kia đó, thì người ta coi là mình bị phạt một cái lỗi nào, hai cái luôn, hay là ở cái subjacent hay là cái lateral. Rồi, bây đào hồ bơi phải xin phép, mình lắp đất hồ bơi mình cũng phải xin phép. Dạ, có nhiều nhà Á Châu người ta làm bậy, người ta lắp hồ bơi nhưng mà lúc mà bán nhà đó, nếu mà cái người mua người ta biết lúc trước cái đó là hồ bơi đó, người ta phải bắt mình sẽ đưa phải đưa cái permit. Nếu mình không đưa permit đó thì cái người homeowner phải ra ngoài thành phố C. Dạ. Ở Mỹ lắp hồ bơi hay là làm hồ bơi phải xin phép. Attachment tức là things that are permanently attached to the land, maybe natural or man-made, usually considered part of the real estate. Cái này là ngay từ đầu mình đi nói đó, mình mua nhà, mình mua cái cây ở ngoài Home Depot, nếu mình bỏ trong chậu đó, lúc mình bán nhà thì mình được quyền đem theo. Mà nếu mà mình đã trồng xuống dưới đất rồi, ngoại trừ trong cái contract mình viết là khi tôi bán nhà tôi sẽ lấy những cái đằng trái này đi, thì lúc mình bán nhà mới được đem theo. Chứ mình không viết được trong cái contract thì khi mà mình bán nhà mình đem nó đi đó, người ta sẽ sue mình. Cái hồi Á Châu mình mới sang có mấy cái nhà Mỹ đó, không biết sao mà nó có mấy cái cây ăn trái. Thì cái gia đình Việt Nam này nó thích, không thích cái nhà nhưng mà thích cái cây trái. Hồi mấy chục năm trước nó không như bây giờ, không có. Thì nó mới bán nhà, thì cái người agent á, cũng người Mỹ,
người ta có viết xuống là mấy cái cây nó sẽ lấy đi. Cái người Việt Nam này, gia đình Việt Nam này không biết. Với hồi vô mua đó thấy toàn mấy cái lỗ nó đạp ra hết rồi. Mới su mới lấy cái contract là ô bên kia nó nói nó sẽ đem những cái cây này đi. Dạ. Thành ra tại vì cái luật nó nói gì, những cái mà attach xuống dưới cái đất nó có rẻ rồi, cái đó nó thuộc là real property. Nhưng mà ở trong cái contract người ta nói tôi sẽ đào những cái cây này đi. Cho nên vô đó, cho nên cái nhà ở Châu nó bị lỗ. Nó thích mua nhà tại vì thích rồi, thích cái trái cây Việt Nam. Nhưng mà không được. À, mình xây mấy cái hồ năng bộ, mấy cái hồ cá. Khi mình nó đào xuống rồi nó dính dưới đất rồi, cái đó consider real property. Đúng không? Khi mình xây cái xi măng, nó đâu phải là real property. Xi măng mua Bipo nó mua được. Nhưng mà khi mình đổ xi măng nó dính cứng dưới đất, nó trở thành real property. Natural attachment, tức là including tree, bushes, crop and other growing things that are attached to the land by root, transfer with land unless otherwise agreed. Tức là những cái mà cây nó đã mọc rễ dưới đất rồi, là khi mình bán nhà tự động mình biết là những cái cây đó nó phải đi theo với lại cái nhà bán, ngoại trừ mình viết trên cái contract mình nói tôi sẽ đào cái cây này đi thì lúc đó mình mới được đào. Nhưng mà với cái farmer á thì nó hơi khác ha. When crop or timber are harvested or sold prior to harvest, they are severe farm land and consider personal property. Bây giờ mình mướn một cái mảnh đất để mình trồng cây ăn trái để mình bán, hay mình trồng hoa để mình bán. Mình biết khi mình trồng xuống cái cây đó nó trở thành real property, đúng không? Tại vì cái rễ. Nhưng mà vì cái luật nó chăm chế cho cái người đi mướn. Tại bây giờ thí dụ như bây giờ cái người A người ta ôm cái mảnh đất, người ta cho người B mướn để trồng cây ăn trái. Bây giờ trồng cây ăn trái nó sắp sửa tới mùa nó ra rồi. Nhưng mà cái người chủ đất đó, người ta cần tiền. Cái người mướn, cái người tenant đó, người ta hết cái contract rồi. Thấy không? Nhưng mà tới tháng sau, tới 2-3 tháng sau, mấy cái cây người ta trồng nó mới ra trái, người ta mới hái, người ta bán được. Thì cái luật nó cho phép những cái người mướn những cái mảnh đất để trồng trọt, người ta được quyền tới lần thứ nhất, tới một lần nữa để người ta hái hết, gặt hái những cái trái cây nó ra. Mặc dù cái nhà chủ đất nó bán cái phần đất đó trước khi mà những cái cây nó có trái. Thì cái luật đó nó khác với lại mình bán một căn nhà có cây ăn trái bên trong. Thì khi mà cái này ở mấy câu hỏi ở test nó có hỏi mình, cái người chủ đất người ta bán trước khi mà những cái cây nó ra trái, thì cái người trồng đó, cái người tenant farmer đó có được quyền hái hay không? Yes, người ta được quyền. Mà hái chỉ có một lần thôi. Tới là bằng là ăn lần. When land with crop is sold, ownership of crop usually pass to buyer of land unless otherwise agreed. Thì cũng xem tin bất cứ những cái gì nữa mà trong contract nó nói là tôi bán luôn cái người mướn mướn cái phần đất để người ta trồng mấy cái cây đó, người ta không thèm tới người ta hái thì nó đi luôn, còn nếu không mình biết tự động nó sẽ trở lại. Và cái luật đó nó là doctrine of employment. Ở trong bài test nó hỏi mình là nếu mà cái người tenant farmer đó người ta được quyền ta trở lại người ta hái mấy cái trái đó thì nó thuộc về cái gì, tại vì nó là doctrine of employment. Cái luật nó bảo vệ cho cái người tenant farmer. Dạ thì bây giờ thí dụ như anh trồng cái cây cam đi. Thí dụ đi, nó biết là tháng 6 là nó sẽ ra cam. Bây giờ người ta bán tháng 4, tháng 5. Thì cái người mua lại cái phần đất đó biết là tháng 6, cái người tenant cũ đó người ta sẽ tới, người ta chặt hái những cái trái cây đó. Thì cái này lúc mình đi thi mình nên nhớ nha, doctrine of
employment. Cái đó là cái luật cho những người tenant farmer. Man-made attachment fixture. Fixture tức là man-made attachment to real property. Những cái như hòn năng bộ nè, những cái hàng rào mà mình mua nhà khi mình xây tường lên, hay là mình đắm những cái hàng rào để mình ngăn chia hai nhà nhau, thì nói chung cái đó, những cái gì mà con người làm, nó gọi là fixture. Fixture were once personal property, but are now attached to real property in a way that makes them part of real property, như là houses, fence, patio, or other man-made improvement that are fixture. Đó là những cái gì mà con người làm thêm cho cái nhà, thì cái đó nó gọi là fixture. Để mà bây giờ mình bán một căn nhà, rồi cái người chủ mới nó vô nó xu mình, tại vì nó thấy là ồ hồi trước tôi có cái cây, hay là cái mà trường hợp mà nó hay xảy ra nhất đó, là cái đèn chandelier. Chandelier là biết rồi, mấy chị biết thì mình mở cửa ra các cái đèn nó treo đó. Thường thường người ta bị xu nhiều nhất về cái đó. Tại vì có nhiều nhà đó, mình mở ra vì cái đèn đó, mình thấy cái nhà nó nổi lên. Có nhiều nhà nó mua những cái đèn cổ, nó trưng lên, mình vô mình làm thấy cái nhà mình thích. Thành ra ở trong những cái contract, có nhiều người ta quên, người ta không viết xuống. Hay người ta có viết, nhưng mà cái người buyer người ta không có đọc kỹ. Hay người buyer agent người ta không có giải thích. Cho nên nó bị mất. Khi người ta mua nhà không thấy cái đèn đó, ta đem xuống. Thì chính phủ nó mới đặt ra cái luật, nó gọi là Maria. Maria thì viết tắt. Thì mỗi một cái chữ của nó đó là nó đại diện cho một cái công thức để quan toàn nó dựa theo đó. Nó coi cái người nào đúng hay người nào sai. Thì nó mới xử được. Thì cái chữ M đầu tiên của cái luật Maria đó, nó là Method of Attachment. Cái chữ kế là chữ A, nó gọi là Adaption of the Item. Kế là Relationship of the Party. Kế là Intention of the Party and Agreement in Writing. Thì năm cái đó nó bao gồm cho cái luật Maria. Thì cái luật Maria này ở trong bài test nó cũng hay có mấy câu trong đó. Giờ thứ nhất là chữ E trong cái định luật của Maria ha. Bây giờ hai người ra xuống nhau thì quan tòa đầu tiên nó coi đó, ở trên cái contract nó có viết không, cái món đồ người ta xu đó nó có viết ở trong cái contract không, ví dụ như là cái chandelier. Nó coi trong cái contract nó có viết không. Nếu mà nó có viết á, thì coi như xong rồi. Thấy không? Thì quan tòa nó sẽ xử cái người buyer, người seller agent, người ta viết trong cái contract là người seller sẽ lấy cái chandelier. Mà bây giờ anh không đọc kỹ hay agent vậy nó không giải thích cho anh. Anh ký vô đây tức là anh thua rồi. Ngoài ra có nhiều nhà đó, nó custom made, nó cắt cái tường nó bự ra để nó làm riêng cái đặc biệt cái tủ lạnh của nó. Bây giờ nó dọn đi, nó thấy hồi trước nó trả tới 10.000 đồng cái tủ lạnh. Nó đem cái tủ lạnh đi. Thành cái đó nó cũng hay bị xu lắm. Tại vì người ta vô người ta mua, người ta biết là dần ta ra Best Buy người ta mua tủ lạnh nó nhỏ hơn. Bỏ vô nó sẽ có cái khoảng trống. Thấy không? Nó không đẹp cái nhà nữa. Thành ra những mình mua những cái nhà lớn, những cái nhà custom, thì mình cũng phải để ý những cái remark của cái seller agent nó viết. Nó viết là tủ lạnh để lại hay tủ lạnh đem đi đằng kia. Thì khi mà ra ngoài tòa coi đó, tòa trước tiên nó coi ở trên cái contract có viết không. Nếu có agreement thì nó sẽ biết được người nào sai, không sai. Mà nếu mà trên cái written, đó, no written agreement đó, thì bắt đầu nó tiến theo cái thứ nhì. Maria nó có 5 cái, đúng không? Thì giờ nó tiến theo cái thứ nhì. Cái test thứ nhì đó, method of attachment is item permanently attached is an item movable. Nhớ không? Khi mà bất cứ cái gì mà nó permanently nó attached, tức là nó trở thành real property. Cái vật đó nó có move được không? Thí dụ trường hợp của cái tủ lạnh,
tủ lạnh mình mua ra được, nhưng mà vì tủ lạnh nó custom made cho nên nó sẽ xài tới cái test kế tiếp, năm cái test nó xài hết hoàn toàn mới quyết định được ai thắng ai xài. Thì cái test thứ hai hoàn toàn nó xài là mental attachment. Bây giờ mình nói mình mua cái đèn này đúng không, này permanently attached rồi, mình phải khoan nó ra, mình bắt ốc vô, mình bắt sợi dây làm sao nó mới giữ được cái đèn đó, tức là nó permanently attached, mà permanently attached nó là personal, nó là real property, nó phải là personal nữa. Thành ra nếu mình mua nhà mình thấy ô người ta làm mấy cái đèn người ta bắt vô bên trong này rồi, cái reset line cái này reset line mình thích, bây giờ mình mua vô chủ nhà nó lấy đi thì dĩ nhiên chủ nhà nó là sai, tại vì này nó permanently attached. Thì cái đó là chandelier. Thì cái chandelier đó là những cái thôi cũng hay bị xu lắm. Thì cái đó là mình phải coi nó permanently, mình xài năm cái test này nè Maria này nè, mình coi cái nào mà nó đúng thì mình sẽ thắng ha. Thì cái test thứ ba, adaptation test, hay item being specially adapted to realty in some way or specially designed for. Cái đó là cái mà Danny mới nói, mua mấy nhà custom nó cắt cái từng bờ, nó đặc biệt nó đặt cái tủ lạnh ở đó, và khi nó đặc biệt nó đặt cái tủ lạnh ở đó thì coi như cái người new buyer người ta thắng, thấy không, nếu người ta xài cái test thứ ba này, tại vì này nó specially make cho cái đó, thành ra chủ cũ nó đem đi không được, ngoại trừ nó phải viết trong các agreement tôi sẽ đem cái tủ lạnh đó đi. Cái thứ tư, intention test, the person who install item intend for it to become part of realty. Realty này tức là real property, nguyên tắc của đó. Each of the other tests is considered enriching this decision. Tức là nó test ba cái test đầu tiên rồi, nó vẫn chưa có quyết định được là gì. Bây giờ nó test cái thứ tư, là cái người mà gắn cái tủ lạnh đó, cái người mà gắn cái đèn này đó, là cái người chủ nhà người ta mướn người professional vô gắn vì nó làm cho cái nhà nó đẹp lên, thấy không? Thì nếu mà nó test cái này, cái intention này, người chủ nhà cố tình gắn cái đèn reset này vô để cái nhà nó đẹp, thì bắt buộc cái nhà, cái đèn này nó trở thành cái real property, người owner cũ không được đem theo, đúng không? Tại vì nó cố tình nó gắn thì nó đẹp, chứ không thì nó treo mấy cái đèn, nó lên đèn cái đèn đứng rồi. Nó cố tình nó làm để gì? Để cái phòng nó rộng hơn, để cái nhà đẹp hơn, để nhà modern hơn. Ha. Cái test thứ năm là relationship. Who install the item? If tenant install, typically consider personal property. If owner install, typically consider real property. Tại vì nó trở thành cái fixture. Bây giờ một cái người đi mướn nhà, người ta khó khăn, người ta xài cái restroom, người ta phải gắn cái handle để người ta giữ, lúc người ta dọn đi người ta tháo nó ra, cái người landlord người ta su, người ta gắn vô rồi, cái đó là của tôi, tại vì theo luật nó nói gắn attach vào cái real property rồi, tức là nó trở thành real property, đúng không? Nhưng mà cái người tenant trong cái trường hợp này người ta thắng. Tại vì gì? Tôi chỉ mướn nhà đó, tôi đâu ở cái nhà đó forever. Thành ra lúc tôi đi, tôi lấy ra được. Đó. Thành ra tôi mới nói là nếu mà cái người homeowner đó, người ta install cái tay nắm đó vô đó, thì khi người ta bán nhà đó, bắt buộc nó phải đi với cái nhà. Vì nhớ không, mình mới học trên mấy cái phần đầu đó, man-made. Cái người chủ nhà người ta làm hồ bơi, người ta làm hồ cá, người ta man-made, nó gọi là fixture thì nó trở thành cái real property, nhưng mà cái này là cái người tenant người ta gắn, cho nên lúc mà bán nhà đó cái người tenant người ta được quyền người ta đem theo ha. Thì năm cái bài test này, năm cái test nhỏ này để khi có những cái vụ su nhà, người người
mua nhà người ta sue những cái người chủ cũ vì những cái đồ vật người ta thấy lúc người ta đi vô xem nhà đó nó biến mất sau khi người ta vô nhà. Thì nếu mà ra thư kiện á, quan tòa sẽ xài cái năm cái test này. Test trade fixture, equipment and other items that commercial tenant install to conduct business. Trade fixture can be removed by tenant at end of tenancy if property is restored to its original condition. Thường thường khi mà mình mướn những cái commercial building á, thí dụ như mình mướn cái nhà hàng, mình mướn một cái phòng, mình xây cái tiệm bán nước boba, thì để mình bán nước boba đó, hay là để mình làm một cái tiệm phở mình bán, thì mình phải gắn cái quạt nó mạnh hơn để nó hút hết khói ha. Thì những cái đó vì nó thuộc về buôn bán cho nên nó gọi là trade fixture. Okay. Thì khi mà cái người tenant đây người ta hết cái lease đó, người ta đi ra đó, người ta được quyền mang theo, nhưng mà người ta được quyền mang theo với cái điều kiện người ta phải chám lại những cái vế mà người ta đục để người ta gắn những cái quạt vô. Chứ nếu không người ta bắt buộc người ta phải để những cái đó trở lại. Ha? Tại vì mình nói giờ tôi cho mướn cái phòng này, đúng không? Những cái tường nó đâu có bị đục lỗ đâu. Nhưng mà vì anh vô, anh mở tiệm vô ba, anh phải đục lỗ để anh gắn dây điện hay để anh gắn những cái máy sai. Bây giờ anh dọn đi, anh đem nó, anh để lại những cái tường nó có lỗ hở, tôi phải bỏ tiền tôi mướn người xây lại tôi mới cho người khác mướn được, thấy không? Thành ra ở những cái đồ khi mình mướn để mình buôn bán đó, nếu mình muốn đem theo sau khi cái contract mình end đó, mình phải trả lại cái phòng ở cái original condition mà mình mướn nha. Mobile home is personal property until it attached to permanent foundation and legal steps are taken to have it certified real property. Vì mấy cái mobile home á, nếu mà mình mua, tại vì có những cái hãng nó chế mobile home, thì khi mà mình mua ở hãng đó, những cái mobile home đó nó consider là personal property, đúng không? Tại vì mình mua ở hãng, nó sẽ chuyên chở tới cái chỗ nào mình ở. Thì nó vì nó chuyên chở được thì cái đó lúc đó nó là personal property. Nhưng mà khi nó tới những cái phần đất nào mà mình muốn ở rồi, nó đặt bốn cái cọc xuống, nó để cái nhà mình lên rồi, thì cái đó trở thành real property nha. Những cái nhà mobile home mà mình thấy này nè, mình mua thì cái đó là real property. Cho tới lúc mà mình lấy nó ra, mình muốn dọn đi chỗ khác, mình lấy nó ra, mình chuyên chở cái nhà để đi chỗ khác, thì lúc mình lấy nó lên, lúc mình chuyên chở, thì cái real property nó trở thành personal property. Cho tới một mảnh đất khác mình đặt nó xuống, lúc đó nó trở thành lại là real property. A licensee may list and sell unattached mobile home only if it registered with Department of Housing and Community Development. Sale of registered mobile home must be reported to department within 10 days. Mình có license, mình bán được cái mobile home nếu nó là real property. Nếu nó không phải là real property, mình bán không được. Thân chủ nó nói mình mua giùm nó cái nhà mobile home mới ở cái từ cái hãng, mình mua không được. Mình liên lạc dùng thân chủ mình để cái người ở đó người ta bán cho thân chủ mình thì ok. Mình giúp thân chủ mình khi mà cái nhà đã được transfer tới cái phần đất của người ta muốn ở thì ok. Nhưng mà mình không quyền đại diện thân chủ mình đi mua những cái nhà mobile home mà nó chưa gắn với đất. Cái đó là hai cái khác nhau. Và khi mình bán cái mobile home thì mình phải report trong vòng 10 ngày. Trong khi mình bán nhà mình không cần phải report, tại vì tụi SO nó sẽ làm hết cho mình. Ok. Bây giờ cái mobile home á, nó giống như mua xe. Okay.
anh đừng có nghĩ là anh có cái license bán nhà là anh sẽ giúp thân chủ mua những cái nhà mobile home mới từ cái hãng nó làm mobile home. Anh chỉ được quyền bán cái nhà mobile home mà nó đã gắn với đất rồi. Ha. Dạ. Khi anh bán những cái nhà đó đó, anh phải report trong vòng 10 ngày cho chính phủ. Dạ. Nhưng mà anh bán nhà đó thì escrow tự động nó sẽ report giùm anh. Dạ. Bill of sale document that convey title to personal property. It must be in writing, identify the party, be signed by the party. Bill of sale tức là một cái miếng giấy thôi, một miếng giấy nó cho mình biết là bây giờ ví dụ mình bán xe cũ, ha, mình ký trên cái pink slip đúng không? Nhưng mà mình để mình chắc ăn thì mình viết một miếng giấy, tôi Nguyễn Văn A làm chủ chiếc xe Honda, bán cho Nguyễn Văn B driver license này này, bán ngày nào? Thì trên cái bill of sale nó phải trên cái giấy trắng mực đen. Thứ nhì nó phải identify the party, tức là người bán và người mua. Thứ ba nữa là người đều ký trên giấy đó thì cái bill of sale đó nó mới hợp lệ. Để gì? Để dùng mình đem cho phàm mình xú gì đó thì văn phàm nó nhìn vào đó nó mới biết được ha. Cái bill of sale đó thì nó không có record ở bên ngoài cái county, chỉ có mình mua bán nhà đó thì nó mới record. Thì lúc đó khi mình bán nhà, cái escrow nó mới check coi cái người chủ của căn nhà đó có thiệt là cái người mà đứng bán hay không, và nó có bị lien, có bị cái gì không. Để cho nó nói là why it's easy to trace title of real property by searching public record. There is little comparable information available about title of personal property, đúng không? Khi mình bán chiếc xe rồi, hầu như là mình không có trace được là cái người chủ đầu tiên của chiếc xe nó mua là ai. Đó. Tại vì nhiều khi bây giờ mình mua cái nhà nó xây 100 năm trước rồi, nhưng mà mình có thể biết được cái người chủ đầu tiên của căn nhà đó là ai. Mình vô trong OC Title. Mình register, mình check lại cái nhà đó từ trước tới giờ bao nhiêu người làm chủ, và mỗi lần ta làm chủ người ta mua cái nhà đó bao nhiêu, người ta mượn bao nhiêu cái nợ trong cái nhà đó ra được. Bất cứ nhà nào trên nước Mỹ mình check cũng được. Nhưng mà nói chuyện mình check một chiếc xe cũ, mình coi người nào đầu tiên mua giá nào mình đâu check được, tại vì cái đó là consider personal property. Mà personal property rồi đó, county nó không có giữ để làm gì chứ. Chỉ có Department of Vehicle nó giữ. Nhưng mà Department of Vehicle đó, mình vô mình hỏi nó đó, nó sẽ không cho mình biết. Tại vì đó không phải của mình. Nhưng mà nhà đó thì mình có thể check được. Ai check cũng được anh. Dạ, anh vô octitle.com. Dạ. Rồi, thì cái summary của những cái mà mình mới học qua là natural attachment, doctrine of employment, cái đó là về tenant farmer, ha, man-made attachment, fixture test, view of sale, fixture test là cái Maria đó, cái metal Maria. Kế tiếp là land description, legal description, precise description used to identify specific piece of real property. Three main methods of legal description. Một cái là matter and bound, government survey and reported map. Vì mình biết ở trên nước Mỹ này nó rộng lớn lắm. Thành ra là chính phủ nó nói khi mà mình mua bán nhà đó, thì ở trên cái contract đó, trên cái giấy offer đó, nó phải có thứ nhất là cái địa chỉ của cái nhà, thứ nhì nữa để chắc ăn á, trên những cái offer đó nó có cái đề là APN, tức là cái code của mỗi cái county nó được đã đặt trên mỗi cái nhà, để nó biết là nếu mình, tại vì trên những cái giấy offer mình không thể nói là tôi mua nhà của ông Nguyễn Văn A ở Garden Grove. Nhiều cái ông Nguyễn Văn A ôn tới 4 căn nhà Garden Grove. Thành ra nó không biết được. Thành ra thường thường cho mấy cái offer nó phải có vừa địa chỉ,
nó vừa cái số APN là cái code, cái là cái tax code mỗi cái county nó đặt cho mỗi một nhà. Thì về chính phủ đó thì nó xài ba cái, nó gọi là meet and bound, government survey and recorded map. Thì ba cái đó để chính phủ đó nó biết được cái vị trí của nhà mình nó ở đâu. Nó nhìn trên cái satellite nó biết được là ồ nhà mình nó ở đâu. Bây giờ ví dụ như mình bấm cái địa chỉ nhà mình á, mình bấm cái satellite image á, mình sẽ thấy nó chụp cái nhà mình vị trí ở đâu, hướng west, hướng tây, hướng bắc này kia đâu. Thì chính phủ nó xài ba cái method đó để nó check cho mình ha. Thì cái Meridian 3 nó thấy không? Nó dựa theo hướng North, South, East, West. Thì nó biết được cái nhà mình khi mà nó nhìn ở trên cái satellite, nó nhìn xuống. Nó biết vị trí mình ở đâu. Ngoài ra nó xài một cái phương thức khác. Nó gọi là Government Survey. Những cái này thì nó không có trên bài test đâu. Nó chỉ có ở trên cái kế nữa là nó xài cái này, để trong bài khác nó sẽ có này, nó sẽ hỏi mình là cái đường principal median á, cái đường đó là north south hay là east west ha. Thì mình biết cái principal median á tức là north với south, còn cái baseline tức là east với west. Thì khi mình đi học để mình thi đó, mình nhớ mấy cái này, chứ còn mấy cái trước á là government survey đó thì bài test nó sẽ không hỏi mình. Rồi nó sẽ hỏi mình đó là mỗi cái đằng kẻ đó, nó gọi là cái nó mỗi một cái ô vuông nhỏ nhỏ đó đó là nó diện tích nó là bao nhiêu, nó là 6 miles wide ha. Rồi nó hỏi mình về cái township là cái mà trong bài test nó hay có đó. Nó hỏi mình một cái township á thì nó có bao nhiêu, ở trong đó nó có 36. Một cái township mỗi một cái chiều ngang của nó là 6 mile, vì nó là hình vuông cho nên nó là 36 square mile. Thì trong bài test nó sẽ hỏi mình là cái township nó có bao nhiêu square mile. Rồi ở trong cái township nó tính nha, là từ bên phải chạy qua bên trái, chứ không phải là tính từ bên trái cho cái bên phải. Thành ra ở trong bài test nó hỏi mình bây giờ mình locate cái township number thứ 10 là nó ở đâu. Thì mình nhìn từ ở trên đầu bắt đầu theo từ bên phải qua bên trái là số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chạy qua dài. Thì lúc đó ở trên cái bản đồ, trên bài test đó, mình biết là nó ở vị trí nào. Chứ mình nhớ, mình đừng có nhớ là mình chuyên đọc từ bên trái qua bên phải. Cái township nó bắt đầu từ số 1 từ bên trái phải. Township nó bắt đầu từ bên phải và bên trái. Rồi nó sẽ hỏi mình cái diện tích của đó là bao nhiêu. Thì những cái số này là những số là mình nên nhớ trước khi mình đi thi. Thấy không? Nó đếm từ bên phải và bên trái. Mỗi 4, 5, 6 thì chạy xuống, thì chạy qua. Thì thí dụ như trong bài test nó hỏi mình cái vị trí của cái township number 90, số 29, từ ở bên trên đếm xuống là nó ở cái lằn nào, biết 1, 2, 3, 4, 5. Rồi từ bên trái qua bên phải nó là vị trí thứ 2 ha. Thì trong bài test nó hỏi mình vậy đó, mình sẽ biết cái câu trả lời. Thì mỗi một cái section này nè là mỗi một cái nhà. Khi mà mấy cái người mà người ta mua mấy cái mảnh đất để người ta xây nhà đó, thì người ta tìm những cái hạng đó nó gọi là subdivision. Tại vì nó mua nguyên một mảnh đất bự, nó ghi danh với chính phủ là nó mua ví dụ như 10 triệu square feet.
Rồi từ ở đó nó mới chia ra, nó xây từng cái nhà một. Lúc đó nó mới record cho cái county là ở bên phía tây trái nó xây bao nhiêu nhà, rồi giữa nó xây bao nhiêu nhiều. Thành ra những cái khi mình làm bài test, mình nghe nói subdivision, tức là mình biết những cái người investor người ta mua mảnh đất đó để người ta xây nhà. Cái đó là những cái land description thường thường ở trong bài test nó không có cho mình, nó chỉ hỏi về cái township. À, những cái kia là cho những cái người mà người ta xây cất nhà, người ta học nhiều hơn. Cái đó là hết chapter 1. À, giờ mình học qua chapter 2. Thì coi như chapter 1, cái chính đó là mình biết về cái nào là personal property, cái nào là real property. Mình biết là khi mà mình bán nhà mà có người nào su mình thì chính phủ nó sẽ xài cái Maria để nó định ra là ai phải ai trái. Mình biết là những cái man-made là nó là từ personal property, nó sẽ chuyển qua personal property khi nó attach tới cái land, và nó còn gọi là feature. Thì đó là cái chính của cái bài số 1. Với trong bài số 1 nó cho mình biết là khi mà mình làm chủ một cái bất động sản ở Mỹ đó, mình có bốn cái quyền lợi ha, đã bốn cái quyền lợi đó không có ai được quyền lấy của mình hết khi mình ôm một cái bất động sản. Dạ, rồi thì nếu anh chị muốn break thì 11:30 ha, ok. Rồi, break 11:30 mình trở lại. Thì tới đây đem thêm mấy câu hỏi nữa. Dạ. Này mấy cái sample để mình thi trước, để mình tập trước. Dạ. Cái chapter 2 đó là nó nói về chapter 1 thì nó nói về mình, nó cho mình phân biệt biết cái bất động sản với lại cái personal này ha, với lại cái quyền lợi để own bất động sản. Thì chapter thứ 2 nó dạy mình về sâu thêm về cách đứng tên nhà. Mặc dù mình có license nhưng mà mình không được giúp cho thân chủ mình khi mà người ta mua nhà. À, biết đứng tên nhà đã làm sao, đứng dưới cái dạng nào, cái đó chính phủ nó cấm. Tại vì thí dụ như bây giờ mình nói người ta đứng dưới dạng joint tenant nha, nhưng mà về sau mai mốt đây người ta ly dị, khi người ta nói ô cái dạng này thì nó lỗ cho tôi, người ta sẽ sue mình. Thành ra chính phủ nó không muốn. Mình có quyền giải thích cho thân chủ của mình là đứng mỗi một cái khác nhau ra sao, nhưng mà mình không được khuyên thân chủ mình đứng lên cái dạng nào nha. Tại mình khuyên nó mai mốt nữa, ví dụ nó bị gì nó su, lúc đó mình mất. Dạ, mình giải thích cho thân chủ mình cái nào là cái nào, rồi để tự thân chủ mình chọn. Chứ mình không được
chính phủ nó không cho mình khuyên thân chủ mình đứng ở dưới cái dạng này. Tại vì ví dụ như mình nói nó giờ đứng thay đô trên cái dạng short tenancy, mai mốt nó ly dị, luật sư nói ồ phải chi anh đứng cái diện khác, tenancy in common, thì bây giờ anh được nhiều tiền hơn. Thí dụ vậy, khi nó nói ồ trước agent tôi suối tôi đứng trên tenancy, cho tenancy, tôi đâu biết gì đâu. Lúc đó luật sư nó lại suối, nó xu lại mình. Tự nhiên mình mất bằng. Thấy không? Thành ra mình không biết tương lai của người ta ra làm sao. Mình nói người ta, anh nên đứng cái này tốt cho anh. Mai mốt ngược lại nó là hại cho người ta. Người ta chỉ biết xu mình, chứ người ta đâu cảm ơn mình hồi trước, mình giúp người ta. Thành ra chính phủ nó muốn mấy việc đó. Mình giải thích. Tenancy in common nó là dài. Cho tenancy nó là dài. Thì để cho thân chủ tự động nó chọn ha, chứ mình đừng có khuyên nó là cái nào tốt hơn cái nào. Ok, thì this lesson we discuss type of estate in land, way of holding title of property. Thì trong cái bài này nó sẽ cho mình biết là có mấy dạng làm chủ của property và cách đứng title của nó. Interest in real property is a right to property or a claim against it. Interest may be possessory, also called estate, hay là non-possessory. Cái interest ở đây không phải là cái interest rate mà mình đi mượn lô, nhưng mà interest đây tức là nói về cái quyền lợi của những cái người làm chủ cái bất động sản. Thì cái người làm chủ của bất động sản đó, cái interest nó cũng nói cho mình biết là giờ ví dụ như mình muốn lean vô cái người nào giật tiền của mình biết người ta làm chủ cái bất động sản nào, mình bỏ cái lean trên cái nhà của người ta, trên những cái bất động sản người ta, thì cái đó nó cũng gọi là cái interest. Mà interest của mình là interest trên cái claim tới cái bất động sản người ta, trong cái quyền lợi của một cái người làm chủ bất động sản và cái quyền lợi của người được quyền bỏ cái claim trên cái bất động sản người ta. Thì khi mà mình làm chủ một cái bất động sản đó, là cái quyền lợi đó nó gọi là possessory. Possessory tức là mình được quyền làm bất cứ cái gì về cái bất động sản của mình. Nhưng mà khi mình bỏ cái claim á, cái mình chỉ được quyền lợi là khi nó bán nhà nó phải trả lại tiền nợ của mình, chứ mình không được sử dụng cái bất động sản của nó. Thành ra nó gọi là non-possessory. Tới đó là hai cái khác biệt giữa một người làm chủ và một người chỉ bỏ cái claim trên đó thôi. Estate, mình nhớ nó vừa mình mới học đấy. Estate nó là nói về cái người chủ của bất động sản, cái possessory của cái bất động sản đó, được quyền sử dụng cái bất động sản đó. Thì ở trong cái mấy bài test nó không gọi là possessory nhưng mà nó gọi là estate. Thì nó nói rõ cho mình biết estate là một cái quyền lợi ở trong một cái bất động sản mà mình làm chủ của nó. Hai cái thông thường mà mình thấy khi mình làm chủ ở một cái bất động sản nó gọi là freehold estate, là nó including title. Một cái nữa gọi là leasehold estate, tức là don't including title. Khi mình nghe cái leasehold đó là mình nghĩ tới cái chuyện mình đi mướn nhà, đi lease nhà. Thấy không? Khi mình lease nhà mình đâu có làm chủ, mình đâu có title. Khi mà mình làm chủ nhà thì mình mới có cái title. Thì khi mình làm chủ nó gọi là freehold estate. Còn khi mình đi mướn nhà mình không làm chủ, hay là mình bỏ cái claim vô, nó gọi là leasehold estate. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ đúng rồi. Tại vì giờ mình đi mướn nhà, chủ nhà nó không được vô nhà mình nữa sau khi nó đưa mình chìa khóa. Đúng không? Tại vì mình mướn nhà mình được quyền sử dụng trong cái nhà rồi. Chỉ có cái mình không được bán thôi. Vì không được đốt nhà, mình không được phá nhà. Đúng không? Mình ra vô nhà mình bất cứ lúc nào. Xem với người chủ khi mình ôm một căn nhà mình ra vô nhà với không, cái đó là cái khác biệt. Dạ. Đúng không? Quyền lợi mình có hết. Chủ nhà không phải nó cho mình mướn rồi là bất cứ lúc nào nó muốn vô nhà mình là nó vô được. Đúng không? Cái luật của Mỹ nó đâu cho mình, even mình mướn cái phòng
chủ nhà nó là chủ một cái căn nhà đó, nhưng mà mình mướn cái phòng sau khi mình ký contract rồi, nó đưa mình chìa khóa rồi, nó không được quyền vô phòng mình, đúng không? Dạ, thì đó là cái khác biệt. Both freehold and leasehold estate may exist at the same time in same property. This relationship is known as privity. Thì nếu trong bài test đó nó xài cái chữ privity, tức là mình biết là cái người chủ nhà làm chủ cái bất động sản đó, người ta cũng là cái người mướn nhà hay người ta cho cái mướn nhà, mướn phòng, đúng không? Bây giờ người ta làm chủ căn nhà thì nó gọi là leasehold estate, đúng không? Nhưng mà người ta không ở, người ta cho mướn cái nhà đó đi, người ta cho mướn cái phòng đó đi, thì trong cái sự cho mướn đó, cái leasehold estate nó xảy ra, thấy không? Thành ra cùng một thời điểm, cùng một cái property, hai cái trường hợp này nó có thể xảy ra nha. Thì hai trường hợp nó xảy ra đó nó gọi là privity ha, hiểu ha? Two main kind of freehold estate, một cái là free simple estate và một cái là life estate. Thì khi mình biết là làm chủ nhà đó, cái freehold estate, tức là mình biết cái người chủ nó including cái title ha, thì ở trong cái khi mà nó làm chủ cái nhà nó có cái title đó, thì ở trong nó có hai cái, một cái free simple estate, một cái là life estate. Cái free simple tức là most common type of estate, highest and most complete form of land ownership, can potentially last forever. Free simple estate is perpetual, transferable and inheritable. Ở trong bất cứ một cái quyền làm chủ bất động sản nào mà mình không bị người khác lien trong cái nhà mình trả hết cái tiền nợ, mình không thiếu gì hết, thì cái đó là cái cao nhất, cái quyền lợi cao nhất khi làm chủ một cái bất động sản. Và cái quyền lợi cao nhất đó nó gọi là free simple estate. Mình có thể để gia tài để cho con mình có thể bán, mình có thể lease, mình có thể làm bất cứ cái gì với cái bất động sản của mình, đúng không? Mình trả hết nợ rồi, mình không bị lien gì hết, nhà bán không lien, đúng không? Dạ, không có ai bỏ cái lien cho nhà mình. Thì cái đó là cái quyền lợi cao nhất của một người ôm cái bất động sản. Tại vì khi mà mình bị một cái lien rồi đó, cái quyền lợi mình nó không còn gọi là fee simple nữa, đúng không? Tại vì mình bán nhà, mình không được hưởng trọn hết những cái tiền mình bán, mình phải trả nợ cho người khác. Thành ra là khi người ta gọi là free simple estate, thì biết là cái quyền lợi cao nhất lúc đó là không, mình thiếu, không thiếu một ai hết. Ở trong cái free simple estate nó lại đẻ ra hai nhỏ nữa, nó là absolute với là defeasible. Ngay ở cái chữ defeasible mình biết rồi, absolute đó, tức là không có bị một cái gì nó dính líu tới hết. Defeasible, cái defeat nó lấy từ cái chữ defeat. Defeat là bị đánh bại, tức là mình biết cái quyền lợi làm chủ của mình đó nó không có vĩnh viễn như cái absolute, nó có cái để ngăn cản cái quyền lợi của mình. Free simple absolute tức là nó được transfer unless granted make clear some other estate intended. Fee simple absolute owner is not subject to any special limitation or condition. Khi mà một cái người ta làm chủ một cái bất động sản, nó giống là fee simple estate đó, nó không bị dính một cái gì hết, thì cái người đó được quyền để gia tài, được quyền làm bất cứ một cái gì cho cái bất động sản người ta muốn. Fee simple defeasible tức là free title with condition or qualification attached. Interest will end if specified act or event occur at some later date. Bây giờ một cái người làm chủ không thiếu một cái gì hết, nó gọi là fee simple estate absolute. Nhưng mà bây giờ người ta để gia tài cho con người ta với cái điều kiện con người ta đó xài cái nhà đó để ở, không cho mướn.
Nếu con người ta cho mướn cái nhà đó thì cái nhà đó phải trở lại cho cái ông bố. Thì thành ra cái đó nó gọi là fee simple divisible. Đứa con nó được quyền làm chủ cái nhà chỉ để ở không cho mướn. Vì ông bố ông ký trên cái deed ông nói là tao cho mày cái nhà chỉ để ở không được cho mướn. Nếu mày cho mướn, quyền chủ nhà mày trả lại tao. Thấy không? Thành ra cái quyền làm chủ của đứa con nó gọi là fee simple divisible. Tại sao nó gọi fee simple? Tại vì đứa con nó đâu có trả nợ. Ông bố trả hết rồi. Ông bố mới cho được nó chứ. Chứ bố đang thiếu tiền nhà băng, bố đâu có cho được nó. Thấy không? Nhưng mà nó defeasible tại vì nếu nó không làm đúng theo lời ông bố, nó bị mất cái quyền lợi làm chủ nhà. À, cái đó là hai cái khác biệt. Dạ. Cái người cho. Dạ. Không. Cái đó người cho. Dạ. Dạ. Thì cái đó mình học sau vô nữa. Dạ. Dạ, bất cứ khi người bố sang nhượng cái bất động sản, bất cứ người nào nha, sang nhượng cái bất động sản cho mình làm chủ, mình vẫn phải trả cái thuế đất cho cái county mình ở. Thuế đất chứ không phải thuế sale. Cha cho con không có đóng thuế, trừ khi bán. Dạ, thì mới đóng thuế. Nhưng mà đứa con làm chủ, mỗi một năm nó phải trả thuế cho thành phố. Nha. Thì thành ra cái khác biệt giữa fee simple divisible với fee simple absolute là cái fee simple defeat nó phải dưới cái condition, nó dưới cái điều kiện của cái người cho. À, cái đó là hai cái khác nhau thôi, không có gì khác hết. Life estate tức là limited in time, last only as long as particular person alive. Bây giờ để trả lời câu hỏi của anh đó là nó vô cái life estate. Bây giờ ông bố ông cho đứa con căn nhà. Ông nói là với cái điều kiện đứa con chỉ có ở nhà thôi. Ông bố viết thêm một câu nữa. Nếu ông bố chết thì cái quyền làm chủ sẽ đưa cho bà vợ. Thì cái đó nó gọi là life estate. Nó lấy cái sự sống của ông bố để nó viết ra cái điều kiện cho đứa con là nếu ông bố chết đi thì bà mẹ được quyền làm chủ. Và những cái điều kiện mà ông bố nói là đứa con chỉ có ở nhà không đó, không được cho mướn, nó vẫn áp dụng. Sau khi ông bố chết, bà mẹ lên làm chủ, bà mẹ có quyền sửa lại cái deed. Nói giờ mày muốn làm cái nhà đó, muốn sử dụng cái nhà đó ra sao cũng ok. Nhưng mà lúc ông bố còn sống, điều kiện đầu tiên ông bố viết trong cái deed, đứa con phải theo. À, bây giờ ông bố có thể viết bây giờ cho đứa con ở cái nhà đó, nhưng nếu đứa con chết, cái quyền trở lại cho ông bố. Cái đó là câu trả lời của anh. À, nếu mà ông bố cho nhà. Dạ. Thì nếu ông bố chết trước con đó thì ông bố nói là nếu ông bố chết, cái quyền làm chủ đưa qua cho bà vợ, đưa cho người mẹ. Hay ông bố nói là bây giờ nếu ông bố chết, cái quyền làm chủ cho đứa con của cái đứa con, cho đứa cháu. Ông, tại vì ông bố là grantor, ông bố là người ký cái deed. Ông bố muốn làm bất cứ cái gì với cái nhà cũng được, nhớ không? Ông bố là fee absolute simple. Ông bố không thiếu cái gì hết. Bố làm chủ cái nhà, bố muốn làm bất cứ một cái gì cho cái nhà. À. Thì cái life estate nó chỉ có limit in time thôi, đúng không? Nó đâu có forever được. Tại vì người ta biết con người sẽ có lúc chết. Thành ra nó có cái life estate. Nó đặt cái đó. À.
Dạ, yeah, nó gọi là reversion. Thì tùy cái deed, ngay từ đầu tiên cái người grantor người ta cho đó, người ta viết cái deed ra sao. À, giờ người ta viết cái deed là tôi cho cái người con sử dụng căn nhà. Cho tới lúc tôi chết thì cái quyền lợi đó thì tất thì đứa con sẽ hoàn toàn làm chủ căn nhà 100%. Không bị dính điều kiện gì hết. Nhưng nếu đứa con chết trước thì cái quyền làm chủ trả lại cho tôi, hay quyền làm chủ đưa thêm một cái người thứ ba. Ha, à, dạ. Yeah. Tất cả là tùy cái đầu tiên cái người grantor người ta viết trong cái deed sao. Ha. À, life hang on a person who own property for duration of measuring life, thì cái đó Danny mới giải thích rồi, thấy không? Ta làm chủ cho tới lúc mà một trong hai người chết. Measuring life, a person whose life is used to measure length of life estate, usually same person as the tenant. Cái chữ khác của cái life estate đó là peer attribute, a life estate in which measuring life is someone other than tenant. Đó, bây giờ cái này nó nói do ông bố cho đứa con sử dụng căn nhà với điều kiện bà mẹ vẫn còn sống. Nếu bà mẹ chết thì đứa con không được sử dụng căn nhà đó nữa. Thấy không? Thành ra tất cả, nếu mình nhìn kỹ, tất cả là tùy cái người làm chủ căn nhà phi absolute estate. Người ta viết cái deed ra sao? Thì cái người mà nhận được cái deed đó phải theo những cái điều kiện người ta viết trong cái deed. Cái highest, đúng không? Tại vì người ta làm bất cứ cái gì cho cái bất động sản người ta muốn. Cái người nhận cái deed thì phải theo những cái điều kiện ở trong cái deed người ta viết ra sao. Người ta muốn cho life estate hay người ta muốn cho forever. Tùy người ta. Future interest, when measuring life end, title will pass to holder of estate in reversion or estate in remainder. Cái đó là hai cái Danny mới nói. Bây giờ người ta, cái ông bố ông nói là tôi cho đứa con cái nhà đó với cái điều kiện là đứa con còn sống, tôi còn sống. Nếu đứa con chết, cái thai đôi trở lại tôi. Thì khi ông bố viết cái câu là nếu đứa con chết, thai đôi trở lại tôi, thì cái đó gọi là estate in reversion, reverse trở lại. Estate in remainder, tức là ông bố viết trong cái deed, tôi cho đứa con cái nhà, nếu đứa con chết, cái quyền chủ nhà đưa tới cái đứa con của nó, là đứa cháu của ông bố. Ha? Đó, tức là remainder, thì cái người còn lại. Yeah. Được, cái đó là nếu ông bố đứng tên một mình, nếu hai người đứng tên cái nhà đó, thì hai người phải ký trên cái deed. Dạ, thì ở trong cái Living Trust nó cũng phải có cái câu đó là bây giờ ông bố cho làm sao? Bố cho hết luôn, tức là không biết cần biết gì hết. Thì cái nhà ở, muốn làm gì làm. Hay ông bố có điều kiện. Hay ông bố có cái estate in reversion. Hay ông bố có điều kiện estate in remainder. Hay ông bố có điều kiện life of state. Tùy cái người cho, người ta cho nó làm sao. À, thì tất cả nó trong cái deed nha. Thì cái deed đó khi anh giao luật sư, anh nhờ người ta viết những cái trust đó, thì bắt buộc người ta phải viết trong đó luôn. Chứ đâu phải là mình nói là cho Living Trust. Cho Living Trust mà nó có cái điều kiện gì. Em bố chỉ nói, tôi không biết, cho hết. Tôi không cần biết gì hết. Yeah. Estate in reversion thì nó nói sâu về những cái mà Danny mới giải thích đó. Là if deed giving title to life, tenant estate, the title shall reverse to grantor on death of measuring life, grantor has estate in reversion. Ha? Những cái này Danny mới giải thích rồi, remainder cũng dịch luôn. Nó đưa tới cho cái người thứ ba. Life tenant may only sell or lease interest she has in property. Life tenant must maintain property in good condition, cannot commit waste. Tức là nếu mà ông bố ông nói là đứa con được quyền sử dụng cái nhà,
cho tới lúc ông bố chết. Thì lúc mà đứa con nó còn sống đó, nó muốn làm gì với cái nhà, nhưng mà nó phải giữ cái nhà in good condition. Nó không được phá cái nhà. Nếu phá cái nhà thì nó phạm vô cái điều kiện ông bố muốn, thì phải trả lại cái nhà cho ông bố. Rồi, những cái summary của những cái mà quyền lợi để mình làm chủ của một căn nhà là freehold estate. Mình biết hai cái đầu á, freehold estate, free simple absolute là những cái đó, những cái cao nhất, cái quyền làm chủ của một cái bất động sản. Cái free simple divisible thì nó thấp hơn tí xíu, tại vì nó phải có những cái điều kiện mà của cái người free simple absolute người ta cho mình. Và cái life estate là nó dựa theo cái sự sống của cái người được hưởng gia tài. Giờ nói qua cái leasehold estate, mình nói nãy là những cái là quyền lợi làm chủ, bây giờ quyền lợi của những người mướn. Mình biết cái leasehold estate nó là limit temporary estate created by lease contract, đúng không? Mình mướn nhà nó limit tới cái khoảng nào mình mướn, mướn 5, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Cái đó là tạm bợ thôi, chứ đâu phải là forever được. Đâu có người nào mướn nhà mà ở tới chết luôn. Ở trong những cái contract mướn nhà đó thì nó có hai người. Một cái là landlord, cái là tenant. Cái tenant get the right to exclusive use and possession of the property. Landlord retain title and hold reversionary interest in property. Đúng không? Tenant nó được quyền xài cái nhà mà nó mướn, nhưng mà nó không có đứng tên chủ quyền. Cái người chủ nhà vẫn giữ cái chủ quyền, và người chủ nhà được quyền đuổi cái người tenant nếu người tenant phạm với những cái contract đã ký để lấy lại căn nhà. Thành ra nó gọi là reversionary interest in property. Because lease is considered personal property, even though it represents interest in real property, it may also be called chattel real. Mình cho mướn nhà, cái nhà mình biết nó là real property, đúng không? Nhưng mà cái giấy, cái contract ký đó, nó movable được. Thành ra cái contract nó là personal property. Ok, mình cho mướn một cái bất động sản, mình biết bất động sản nó là real property, không? Nhưng mà cái giấy tờ mình ký đó, nó là movable được. Thành ra cái giấy tờ ký cho cái bất động, cho cái real property, nhưng mà nó vẫn gọi là personal property, tại vì giấy tờ mình mua được, nhớ không? Bất cứ những cái gì movable tức là personal property. Mà vì nó movable được mà nó liên quan tới cái bất động sản, cho nên người ta gọi nó là chattel real. Khi mà ra tòa su hay là bất cứ một cái văn kiện nào, người ta không nói là personal property được. Khi mà mình nói personal property, người ta liên tưởng tới cái bó, cái ví, cái ly nước. Nhưng mà vì cái giấy, vì cái personal property mà nó dính líu tới cái bất động sản, người ta đặt tên riêng nó là chattel real. Type of estate. Nó có term tenancy, periodic tenancy, tenancy at will, and tenancy at sufferance. Thì bốn cái mà khi mình đi mướn nhà đó, ở trong cái leasehold estate đó, thì nó sẽ có bốn cái. Một cái là term tenancy, periodic tenancy, tenancy at will, and tenancy at sufferance. Term tenancy, a leasehold estate that lasts for any fixed term, also called estate for year. Ví dụ như one week lease is estate for year. Mình ký cái giấy mướn nhà, hay mình đi vô mình mướn một cái hotel, hay mình lease một cái B&B. Mình nói tôi mướn một tuần, tôi mướn một năm, tôi mướn một tháng. Mình cho người ta biết cái thời hạn chắc chắn là mình mướn. Thì cái đó nó gọi là term tenancy. Periodic tenancy, a leasehold that is not limited to specific term, also called periodic estate. Automatic renewal, continued from rental period to rental period until terminated by landlord or tenant with proper notice. Required notice period bằng với rental period. Bây giờ đó, nếu mà mình nói mình mướn từng tháng một,
mình mướn từ tháng 1 cho tới tháng 2 là hết hạn, một tháng thôi đúng không? Nhưng mà nếu lúc mà sắp hết hạn á, hai bên không nói cho ai biết hết, thế là landlord nó cũng không hỏi mình là có mướn thêm tháng nữa không, mình cũng không nói là cho landlord biết là mình sẽ dọn ra, thì tự động cái contract nó tiếp tục theo cái tháng kế tiếp. Thì nếu như vậy nó gọi là periodic tenancy. Hay là mình mướn 6 tháng mà sau 6 tháng đó mình tiếp tục mình ở, hai bên không nói chuyện gì hết, thì cái contract đó nó gọi là periodic tenancy. Nhưng mà nếu một trong hai bên muốn đổi thì phải dựa theo cái contract, dựa theo luật, thường thường là 30 ngày. Mình phải báo trước 30 ngày. Đó thì dạ, dạ thì nên mới nói cho mình thì mình từng tháng một. Tức là bây giờ thí dụ như Danny nói là Danny sẽ dọn vô nhà đầu tháng 2, tháng 3, ha? Tháng 2 sắp hết rồi, đầu tháng 3. Nhưng mà trên contract Danny sẽ nói là mướn tháng thôi. Ha? Nhưng mà sau tháng đó Danny vẫn ở, cái người landlord người ta không nói gì hết. Người ta nghĩ là ồ, mình sẽ ở. Mà mình cũng nói cho cái landlord là mình sẽ move ra. Thì cái rental của mình đó nó trở là periodic tenancy. Nhưng mà nếu mà mình, cái mình vừa rồi mình học á, nó là term tenancy. Tức là mình cho nó biết là mình chỉ ở một tháng thôi. Mình nói tôi ở một tháng thôi, tôi sẽ dọn ra. Biết chắc chắn một tháng mình sẽ dọn ra. Thì nó gọi là term tenancy. Nhưng mà nếu mà cũng cùng cái đó nha, tháng sau mình không dọn ra, hai bên cũng không nói gì hết, mình tiếp tục ở, thì từ cái term tenancy giờ nó sẽ đổi qua là periodic tenancy. Kế tiếp là tenancy at will often arise when lease had expired and party are negotiating new lease, also called estate at will. No agreement exists. Tenant in possession with landlord consent. California require 30 day notice of termination. Tenancy at will tức là dần mình hết contract rồi. Nhưng mà trước lúc mà hết contract đó, mình nói chủ nhà bây giờ bớt tôi đi. Hay là chủ nhà nó đòi lên, mình nói nó bớt. Hai người đang điều đình với nhau thì contract nó hết. Thì lúc đó cái contract nó trở thành tenancy at will. Đúng không? Tại vì chưa chắc chủ nhà nó muốn mình ở, mà mình cũng chưa chắc ở nếu mà chủ nhà nó không chịu với cái giá của mình. À, thì lúc đó cái bất cứ cái term tenancy hay là cái periodic tenancy nó trở thành tenancy at will. At will này tức là tùy theo cái lòng hảo tâm của cái người mướn và cái người cho mướn. Người ta có chịu xuống cái giá không? Hay người ta bắt mình phải lên cái giá, và mình có chịu theo cái giá lên không để mình ký cái contract mới hay không? Thì trong cái thời hạn mà hai người đang điều đình thì cái tất cả những cái contract nó trở thành tenancy at will. Tenancy at sufferance, not true estate. Tenant does not have leasehold interest. Tenant keep possession after valid lease expired without landlord consent. Commonly called holdover tenancy. Tenancy sufferance á, mấy người trong mướn nhà không bao giờ muốn trường hợp nó xảy ra hết. Tại vì lúc này là lúc cái tenant nó giật tiền của mình, nó ở lì. À, thành ra nó gọi là sufferance, suffer. Yeah. Thì khi mà cái tenant mà nó giật tiền của cái landlord thì nó gọi là tenancy sufferance. Cái người chủ người ta suffer, người ta không được tiền cho mướn. Yeah. Hay nó còn gọi là holdover tenancy. Yeah. Thì trong bài test nếu nó nói holdover tenancy thì mình biết cái đó là cái người tenant phải giật tiền của cái người landlord. Rồi cái đó là những cái nó cho mình về những cái mình mới học là leasehold estate. Thì trong cái leasehold estate đó, thì nó có 4 cái là term tenancy, periodic tenancy, tenancy at will, and tenancy at sufferance. Way to holding title. Title to real property may be held by one person.
known as ownership in severalty, or it may be held by two or more person known as concurrent ownership. Thì hai cái điều kiện làm chủ này mình nên học cho nó kỹ, tại vì trong cái bài test nó cũng hay hỏi mình lắm. Khi mà một người đứng á thì nó gọi là ownership in severalty, mà hai hay ba người đứng tên thì gọi là concurrent ownership. Ownership in severalty tức là ownership by one individual, hay nó còn gọi là sole ownership, đúng không? Một người. Individual owner may be natural person hay là artificial person, tức là nó đại diện cho những cái hãng xưởng, những cái company, đó là LLC, tức là Limited Liability Corporation. Thì bây giờ một cái hãng nó mua nhà, nó invest, vì nó là một cái hãng, mặc dù có bao nhiêu người làm chủ trong đó, thí dụ như cái LLC Corporation mình biết là nhiều người làm chủ, nhưng mà nó mua nhà, nó đứng tên cái title đó dưới cái tên của cái hãng nó. Ví dụ như Apple, bao nhiêu người làm chủ đi, nhưng mà khi nó mua nhà, nó đứng tên là người chủ là Apple. Thì mặc dù nó nhiều người làm chủ trong cái hãng Apple, nhưng mà khi nó mua nhà, nó đứng tên title dưới cái tên hãng nó Apple, thì cái ownership nó là ownership in severalty, tức là chỉ có một người đứng, thấy không? Thành ra cái title đó đó, nó không phải là một cái người human being như mình đứng. Ví dụ mình mua nhà, mình là human being, nhưng mà vì cái title nó đứng dưới tên cái hãng, thành ra nó gọi là artificial person. Concurrent ownership tức là ownership by two or more person at the same time. In California, there are three types of concurrent ownership: tenancy in common, joint tenancy, and community property. Thì ba cái title mà Danny nói từ đầu đó là mình không được recommend cái thân chủ mình đứng cái title nào hết. Mình chỉ giải thích cho họ cái sự khác biệt giữa ba cái tenancy in common, joint tenancy và community property. Nhưng mà mình để tự người ta chọn. Người ta vô escrow cũng không có kêu người ta đi được nào hết, vì sẽ bị sue later. Tenancy in common is most basic form of concurrent ownership. It is default form if arrangement doesn't fit into one of other category. Deed did not specify at other time. Bây giờ hai người đi mua nhà, sell person, sell agent như mình giải thích cho người ta cũng không hiểu, ta cũng không muốn đứng cái kiểu nào, ta không biết đứng kiểu nào. Ta hỏi mình đứng kiểu nào, nói cái luật không cho tôi recommend là làm gì hết. Ta vô escrow người ta làm giấy tờ, escrow giải thích người ta thêm lần nữa, ta cũng không biết đứng gì hết. Thì tự động cái luật nó sẽ bỏ cái title của hai người đó vô trong cái tenancy in common. Đó là cái default. Default tức là bất cứ người nào không chọn được cái gì đó thì nó nhảy vô cái đó. Tenant in common have undivided interest in property as a whole. This is called unity of possession. Interest don't have to be equal. No matter how small tenant interest, he may share possession of entire property. Giờ hai người mua nhà, một người bỏ 100,000 ra, một người bỏ chỉ có 1 đồng. Nhưng mà khi người ta mua được căn nhà trên cái title tenants in common, người ta được quyền sử dụng nguyên căn nhà, chứ không phải người ta bỏ 1 đồng, người ta chỉ có ở trong phòng thôi, ta không được xả gì hết. Không, người ta được quyền sử dụng cái nhà giống như cái người bỏ 100,000. Không cần. Không, tại vì đã undivided mà, tức là người nào cũng equal nhau. 100%. Divide mà, nó undivided tức là
nó không chia một cái phần trăm gì hết. Same thing, tại vì nó là undivided rồi. Thì yes, thì nếu mà toàn nó ra đó cho công bằng đúng không? Bán 100,000 yes thì mỗi người 50-50. Chứ mình không nói là 50-50 được. Thấy không? Tại vì tùy quan tòa. Tại vì tùy quan tòa có lúc đó, thí dụ như lúc đó quan tòa nó thấy là cái người mà bỏ ít tiền nhưng mà người ta mua hết dụng cụ trong nhà, thí dụ vậy đi ha, thì maybe quan tòa cho người ta thêm tí xíu, đó là tùy lúc ra ngoài quan tòa. Nhưng mà thông thường khi bán nhà bình thường nó để công bằng, quan tòa thường thường chia làm hai, bán 100,000 người 50-50. Dạ, tùy theo bên trong. Thí dụ như giờ cái người bỏ ít tiền nhưng mà người ta lại ký cái giấy mỗi lần người ta mua furniture đi, người ta nói là cái này đó thì tôi với anh chung tiền nhau, thì tới lúc bán nhà đó anh phải trả lại tôi cái tiền furniture, thấy không? Tại đó lúc xử ngoài tòa đó và nhìn những cái giấy tờ đó là bắt người kia phải trả lại tiền furniture, thấy không? Thì giờ nó là 50-50 nữa, thấy không? Tùy ở bên trong nữa nha. Đúng, nhưng mà khi mình ra xu cái nhà, khi bây giờ ra tòa hai người xu bán nhà đúng không, dĩ nhiên trong đó cái có cái phần furniture nữa đúng không? Một là furniture dục thùng rác, hai là furniture để lại cho cái người mua cái tiếp. Nhưng mà cái tiền giờ nếu mà tòa nó xử ra bây giờ 50-50, coi như 100 đồng đi, mỗi người 50-50 đúng không, cái người mà người ta ký thêm cái giấy đó, cái người bên kia phải trả tiền furniture đó, coi như ta lộ đúng không? Thấy không? Cho nên quan tòa lúc đó nó bắt cái người mà chưa trả tiền furniture phải trả lại tiền cho cái người kia. Thành ra giờ nó không còn là 50-50 nữa. Thấy không? Có thể là trừ tiền furniture ra thì cái người thứ hai đó giờ ta chỉ còn có 40 đồng thôi. Người này được 60. Vì dưới cái dạng tenant in common nó undivided, thành ra tòa sẽ chia whatever cái tiền nó ra là hai người bằng nhau. Bạn dưỡng đó, đó là chuyện của anh thôi. Lúc anh ký giấy mua nhà, anh đồng ý cho người ta bỏ đồng vô, và anh đồng ý cho anh đứng trên cái dạng tenant in common, thì bây giờ bán ra để công bằng, mỗi người chia ra 50. Thì đúng rồi, nếu mà không có cái contract đúng không? Nhưng mà nếu cái contract thì tòa sẽ dựa trên cái contract để xử. Hiểu không? Thế này đi 50-50 thì để công bằng. Dạ. Yeah. Không cần biết bao nhiêu, tại vì nó đứng dưới cái hàng này rồi, thì cái hàng nó nói gì? Là no matter how small tenant interest, he may share possession of entire property. Nó không cần biết là mình bỏ bao nhiêu, nó không cần biết một cái gì hết. Nhưng mà khi có chuyện xảy ra, đưa ra tòa bán nhà, bán cửa, bán bất động sản, thì sau khi bán rồi để công bằng cho hai bên, mỗi bên được 50. À. Ok. Ly dị. Hay là hai người bạn bè mua nhau, rồi giờ một người muốn rút tiền vì đi lấy vợ, người kia không muốn, hai người cãi lộn, hay là ở chung nhau rồi cãi lộn nhau, không thích nữa. Dạ, bất cứ gì. Dạ. Common will interest to someone other than remaining tenant in common. Thấy không? Bây giờ hai người bạn mua nhà nhau, mỗi người được quyền để cái will, để cái gia tài cho một người người ta muốn. À, nhưng mà cho tenancy nó lại khác. À, thì thành ra mới nói là bây giờ mình làm sale agent, mình thấy hai người này bạn thân, mình nghĩ là sẽ không bao giờ người ta cãi lộn nhau. Mình xuống ta đi tenant in common. Sau này người ta cãi lộn đánh nhau, người ta chia ra,
lúc đó luật sư nó nói phải chi đi cái dạng tenancy, joint tenant anh sướng hơn. Lúc đó người ta trở lại người ta su mình. Vì người ta với người ta nói mình ở trước mặt tòa là mình có đi học. Mình biết cái nào tốt, cái nào xấu. Mà người ta mình mà mình xuống người ta đi vô cái xấu. Lúc đó tòa tin ai? Mình là người có bằng. Tòa nói anh có bằng, anh đi học. Thì thằng đó mới nói lúc đó là tùy quan tòa, nó nghe cái chuyện hợp lý hay không. Nhưng mà giờ nó nghe cái chuyện là mình là người xúi nó đi nha, hay là nó có bằng chứng, hay là giờ đi nó record lại đây nè, anh xúi tôi, hay anh giờ là bạn thân, hay đi tenant, come on đi. Ví dụ vậy, mình bạn mình thua tại mình đi học mình biết. Thành ra thường thường á, quan tòa, cái luật đó nói cho mình biết trước được, mình hiểu, mình giải thích, nhưng mà đừng khuyên khách hàng nên đi dạng nào, mình giải thích. Còn ai muốn đi đường nào người đó đi nha. Đó. Tại vì lúc mà nó xui mình ra nó sẽ kéo escrow ra luôn. Thí dụ như mình xúi nó đi dạng này, lúc ra escrow nó nói là ồ sale agent tôi kêu tôi đi dạng này thì giờ tôi đi theo, thì lúc đó người escrow người ta sẽ nói ồ cái người đó lúc vô ký escrow người ta có kể tôi câu chuyện này, ta nói là sale agent nó xúi người ta đi. Thấy không? Yeah. Mình đâu biết được. Yeah. Nhưng mà tốt hơn mình chỉ giải thích. Mình đừng nói. Mình chỉ nói là luật nó không cho tôi thế. Thì người ta hiểu mình. Tenancy in common may be terminated by a partition suit. Court will either divide property into separate parcel or order sale of property with proceeds to be divided among co-tenants. Thì bây giờ hai người own căn nhà, hai người, người nào cũng muốn không muốn bán nhà vẫn muốn ở căn nhà, thì giờ ra tòa, tòa đó nó sẽ xử bây giờ căn nhà chia làm hai, một người ở đằng trước, người ở đằng sau, hay là tòa lúc đó nó cho rút thăm. Bây giờ người nào cũng đòi ở đằng trước hết thì lúc đó tòa nó giờ rút thăm, ai bắt ở đằng trước được ở đằng trước ha, thì nó gọi là petition suit, tức là chia ra công bằng, hay là tòa nó giờ chia ra bán nhà chia ra hết. Yeah. Học về joint tenancy. In joint tenancy, two or more persons are joint and equal owner of property. Required to joint tenancy, tức là unity of interest, unity of title, unity of time and unity of possession. Bốn cái điều kiện này thì nếu mà đủ bốn điều kiện này thì mới được đứng dưới cái dạng joint tenancy. The right of survivorship is key feature of joint tenancy. When joint tenancy die, her interest automatically pass to surviving joint tenant. It's not part of her estate and cannot be willed. Thấy không? Ngay bây giờ mình thấy hai cái khác nhau rồi. Thành ra bây giờ đầu tiên mà mình xúi hai cái người bạn ta đứng tenancy in common á, bây giờ lúc này đó người ta bị problem, một người chết, thấy không? Thành ra luật nó biết là sẽ có chuyện thay đổi, cho nên nó nói mình đừng khuyên khách hàng đứng lên dạng nào. Tại vì mình thấy cái cho tenancy này nè, khi mà một người chết, tự động cái quyền lợi người ta sẽ đưa cho những cái người còn lại. Người ta không được bỏ cái will cho con cái người ta hết. À, ngay lúc đó mình thấy khác biệt vậy. Thì đi ra tòa xin đổi lại. Dạ, thì đó tòa. Đi tòa làm chứng nó đổi để cho mình. Là tất cả những người homeowner của cái property phải đi ra tòa trước mặt tòa, nói tòa là tôi muốn đổi qua cái dạng nào. Thì lúc đó tòa sẽ đổi qua dạng đó. Escrow cũng làm, nhưng mà ta cũng phải thị thực chữ ký. Hả? Dạ.
Thì xong sau đó escrow phải gửi cái giấy copy cho tòa. Mình mua bán nhà, sau khi mình mua bán nhà xong một cái cuộc buôn bán bất động sản, escrow nó gửi giấy tờ tới cái county mà cái nhà đó located để nó record vô trong cái county. Thì khi mà mình cái người chủ người ta bán nhà cái để will cho những cái người thân người ta, county mới biết được là cái người viết will đó đó có đúng là làm chủ căn nhà. Cái người viết will đó có trả tiền chưa? Cái người viết will đó còn bị cái lien nào không? Thì cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của escrow, nó check khi mà cái nhà được bán hay cái nhà được để gia tài. Hiểu rồi ha? Tại vì nếu không record á, làm sao biết ai làm chủ căn nhà được? Mình cũng thể nói mình own cái building này. Đúng không? Thành ra nhiệm vụ sau khi buôn bán nhà xong, escrow nó sẽ báo cáo cho chính phủ. Chính phủ record vô trong cái county mà mình ở. Để gì có chuyện gì, su hay này kia, lúc đó county nó có record được. À, thành ra lúc mình đổi thay đô, same thing. Mình một, mình ra escrow, hai, mình ra tòa. Sau khi làm xong nó bỏ vô trong cái record. Ha. Okay. Mất thì cái người kia người ta còn lại ta hưởng. Chị không để will, chị không để will, bây giờ chị chết thì có những người còn lại người ta làm chủ nhà mà người ta hưởng. Yeah. Chị không ra tòa được luôn, chị chết thì ra tòa thì sao được? Người nhà chị su với cái dạng gì? Người nhà chị đâu có quyền chủ gì trong nhà không? Mà người nhà của chị đó, giờ thí dụ nha, chị có hai chị em, đúng không? Tòa đó nó đâu biết chị muốn cho ai, chị muốn cho người số 1 hay người số 2, hay chị muốn cho luôn hai người, hay chị không muốn cho hai người, chị cho charity, hay chị cho cháu chắc, hay cho bất cứ người nào, đúng không? Lúc đó chị chết rồi, ai đọc được cái ý nghĩ của chị được? Người kia automatic ta hưởng. Mình nên làm cái will liền. Ha? Dạ. Nếu mà chị nghĩ là chị không muốn cho cái người partner của chị hưởng hết cái quyền lợi đó thì chị nên để. Ý mọi người đã có con, tại vì trong cái will nó không có. Dạ. Thế nên income on. Đúng, thế nên income on, nhưng mà chết rồi. Chết rồi, bây giờ dưới cái ánh mắt của chính phủ đó, đúng không? Whatever cái người nào làm chủ còn lại đó, làm chủ của căn nhà. Tại vì gì nó nói là undivided interest, nhớ không? Tenancy income on. Undivided interest. No matter how small interest he may possess of entire property, interest don't have to be equal. Thấy không? Thành ra là bất cứ một cái người chết, cái người kia được tự động. Ơn cái đó. Cũng xem tin mà cái khác biệt là không để will được. Cái thêm tin common để will được. Ha? Yeah. Nó bán theo cái phần của nó thôi. Dạ. Thành ra những common luôn, ngoại trừ ba người kia ký lại cái contract khác, đứng dưới cái dạng khác. Rồi, chứ nếu không là tự động nó vô trong cái đó luôn.
tại người ta chỉ có bán phần người ta thôi. Ba người kia con lại, thì cái đứa con lại vô trong cái đó luôn, cũng là thêm thiên khâm mà. Yeah. Ngoại trừ người ta ký, tức là whatever cái title record ở trong tòa đó, nó vẫn y chang vậy luôn. Người ta để will, thì người ta chết đi, con người ta chỉ có thay thế cái tên thôi, vẫn trong này. Ngoại trừ nguyên một cái đám chủ nhà, nó không bây giờ đổi lại cái dạng khác. Ha. Đó tùy mình, tại đây mình mới nói rồi, mình không có recommend được. Đó thì cái khác biệt là vậy, là cái joint tenancy mình không để will được, tenancy in common mình để will được. Bốn điều kiện để mà mình làm cái joint tenancy nha. Bốn điều kiện đó là unity of interest, unity of title, unity of time, unity of possession. Mình phải meet bốn cái điều kiện này thì mình mới được đứng tên joint tenancy. Tenancy in common, nó không cần điều kiện gì hết. À, hai người mua nhà, người bỏ đầu, người bỏ chịu, không cần biết, mình cũng mua được. Nhưng mà joint tenancy nó bắt bốn điều kiện này. Mình giá escrow nó sẽ hỏi, bây giờ anh với chị mua, hai người này, anh chị bỏ 50-50, hay là anh chị bỏ anh sao? Okay, thì khi mà mình đứng dạng cho tenancy đó mà hai người cãi lộn, mình ra mình su đó, thì quan tòa đó nó sẽ hủy bỏ cái title của mình. Cho tenancy can be terminated by petition suit. Nó đúng là bất cứ một cái title nào đứng tên ở trên nước Mỹ này mình không muốn, mình cũng được ra tòa mình xin nó bỏ nha. Also terminate if any for unity is destroyed. Example, if joint tenant transfer her interest to another, new owner is not joint tenant. Không, bây giờ hai người đang đứng làm joint tenancy, thì cái người A người ta nói giờ tôi không muốn ở cái nhà này nữa, giờ tôi muốn bán cái phần của tôi cho người khác. Thì tự động khi nó bán rồi, cái title nó hủy bỏ liền ngay lúc đó. Thì lúc đó cái người cũ và người chủ mới sẽ hợp lại với nhau, hỏi coi muốn đứng trên cái dạng nào. Chứ khác với lại cái tenant in common, bán đi cái thay đồ nó vẫn giữ vậy. Joint tenancy một người bán một cái là nó bỏ liền. Community property là cái cuối cùng của cái đứng thay đồ. Là property owned jointly and equally by both spouses. System is used in California and other and 8 other states. Thì thường thường ở trong California đó là vợ chồng đó là nó xài chung với nhau. In community property state, everything owned by married couple that isn't separate property of one spouse is community property for both spouses. Each spouse had an undivided half interest in community property. Bây giờ thí dụ như giờ cái người chồng người ta có nhà trước khi người ta lấy vợ, nếu người ta không xài cái tiền bỏ account chung với người vợ thì khi ly dị cái nhà đó vẫn thuộc của người chồng. Nhưng nếu người chồng trả cái nhà đó, còn cái tháng cuối cùng người chồng chỉ cần xài 1 cent trong cái account chung của hai người, tự động cái nhà của người chồng biến thành cái community property. Cái luật của California nó vậy. Thành ra nếu mình có những cái property riêng mà mình lấy vợ hay mình lấy chồng,
mà mình muốn cái property đó vẫn riêng của mình, đừng bao giờ xài cái tiền chung. Xài tiền chung mặc dù mình xài có nửa sen hay một sen, ra tòa mà bên kia nó chứng minh được mình xài tiền chung trong cái account của hai người, tự động cái property mình trả cả trăm năm rồi thuộc về cái người vợ luôn hay thuộc về người chồng luôn. Thành ra lúc đó bán nhà mình phải chia hai. Mình không có nói là nó, tôi xài chỉ nói có một sen là sao mà giờ bắt tôi phải đưa nó cả 500 ngàn không? Cái luật đó rồi. À, thấy không? Thành ra ba cái nó một dạng anh rồi. Xem tin nếu mà anh xài cái tiền chung đó là bất cá những cái gì anh riêng á, nó nhập vô chung hết. Anh muốn làm nhưng mà cái luật nó nói khi anh xài tiền chung á là cái người phối ngẫu của anh á cũng có quyền trong này. Dạ. Account chung. Đó, ừ. Đó, dạ. Thành ra mới nói là có nhiều người người ta không biết. Người ta đi người ta xài tiền chung. Nhiều khi người ta kẹt tiền tháng đó người ta không có trả được nó rồi, thôi để tôi trả sau. Ta đi ký cái check ở trong cái account chung, ta trả cho cái nhà riêng ta. Tới hồi hai vợ chồng cãi lộn, luật sư nó thấy được là ô xài tiền này trả cho cái này. Thế là lấy cái luật này ra nó bắt thì chia ra. Lộ. Phải suy nghĩ. Thôi mà cao chung. Thì phải suy nghĩ. À. Nhưng mà thì tự động cái furniture đó là chung, bất cứ mình trả gì. Không, bọn em quên mình trả chung. Giờ ví dụ như chị mua cái, bây giờ chị có nhà riêng ha, chị mua cái furniture cho cái nhà đó đúng không, nhưng mà lấy cái tiền chung đúng không, thì cái furniture đó là của chung. Tức là whatever chị trả, tại vì nó đâu có, chị đâu có trả tiền nhà, chị trả cho cái, lấy tiền sửa cái nhà đó, cái nhà đó sẽ thành property chung ha. Dạ. Yeah. Nếu mình có những cái bất động sản riêng, mình muốn keep nó riêng thì mình nên keep nó riêng. Mình mà kiếm chung cái là vậy. Dạ. Yeah. Ok. Tại cái đó nó chính phủ nó làm nó cũng đúng. Tại vì để nhiều người đó, người ta ăn cắp tiền của ở bên chung, người ta đi trả riêng cho người ta. Thấy không? Thành ra lúc mà ly dị đó thì nó đâu có công bằng. Thấy không? Mình đang nói chuyện là nó chỉ trả cần tháng thôi, nhưng mà hai ba nó lén ăn cắp tiền nó trả cả 30 năm trời, có phải cái người kia lỗ không? Thấy không? Thì giao luật nó rất là công bằng, anh xài là anh bị thôi. Thì thường thường vợ chồng nó hay đến, tại vì thường thường vợ chồng nó không nghĩ tới chuyện ly dị thường, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là maybe something wrong in the future thì đi dạng khác, ha? Dạ, nó tùy mình thôi. Lúc mình lấy vợ là mình tán cô nào, mình tán sao mình đâu biết được. Separate property, property owned before marriage, gift of inheritance acquired with marriage, anything purchased with separate property fund, profit or proceed from separate property, same thing. Là bất cứ những gì giờ mình đang lấy vợ, mình để cái tiền riêng của mình để dành. Thay vì giờ mình chia ra giờ mỗi tháng anh 5 đồng, em 5 đồng. Mình lấy cái tiền 5 đồng để dành, mình có tiền mình mua riêng. Cái đó vẫn là property riêng của mình, tại mình đâu có xài tiền chung. Hay là ba má mình chết đi để lại gia tài cho mình, mình không muốn cho cô vợ mình đứng tên riêng. Tất cả những cái gì riêng, nói chung mình cứ nghĩ trong đầu tất cả những gì riêng là riêng của mình. Những cái gì chung là chung. Nha. Thì khi có riêng rồi đó thì đừng có bao giờ mix for. Thì mình đâu biết được. À, rồi, đó là những cái mà mình đứng tên nhà ha. Ownership in severity,
Concurrent ownership, mình nhớ nha, concurrent tức là hai người trở lên. Ownership in Serenity là chỉ có một người. Ba cái dạng mình đứng tên chủ nhà, tức là tenancy in common, joint tenancy and community property. Real property may be owned by business entity, general partnership and limited partnership corporation, limited liability company, real estate investment trust. Vì những cái này là lúc đầu thì mình học đó, nhớ không? Ở trong cái ownership in charity đó, đó là những cái hạng nó cũng thể đứng làm chủ được, nhớ không? Ngay đầu giờ. Partnership tức là muốn nói là association of two or more persons to conduct business and co-owner and share profit. Partnership are formed by contract. Type of partnership, một cái là general partnership và cái nữa là limited partnership. General partnership, each partner have ownership interest, voice in management, right to share in profit, obligation to share in loss. The partnership is not taxed, but each partner earning a tax individually. Bây giờ mình nói hai người chung tiền nhau để mở một cái tiệm sửa xe. Thì khi mà cuối năm á, hai cái người khai thuế đó, mỗi người khai riêng nhau, đem về khai W2 riêng. Chứ không phải như corporation đã khai, bao nhiêu người chung ở đó đều khai dưới cái dạng corporation. Nha. Thì cái đó là cái khác biệt giữa cái partnership và cái corporation. Partner has a right to use, với lại cái này là general partnership á, tức là ai cũng được quyền đuổi nhân viên chứ mình không phải xin phép cái người partner của mình. Ngoài ra đó là tiền lời đó thì mình cũng sẽ được share, mình tiền lỗ đó mình cũng phải share luôn. Partner has right to use partnership property but is not co-owner of property and has no transferable interest in it. But partner interest in partnership itself may be transferred. Tức là hai người được quyền sử dụng cái hãng, cái xưởng đó. Nhưng mà hai người đó không có được ăn gian lẫn nhau. Bây giờ nếu mình muốn transfer cái của mình, nếu mình phải nói cho cái người partner mình biết. Nói là giờ tôi không muốn đứng tên hãng nữa, tôi muốn để cho con tôi đứng hay này kia. Yeah. Liability partnership là each partner may have personally liable for debt and obligation for general partnership. Bây giờ cũng cùng hai người mua cái hãng với nhau. Nhưng mà nếu người ta đứng dưới dạng liability partnership á, thì bây giờ thí dụ như cái người A với người B đứng mua cái hãng. Người A mang tiếng đánh bài, ta thua lỗ, ta mang nợ. Thì khi mà chủ nợ nó siết, nó chỉ siết cái phần của người A thôi. Nó không siết nguyên cái hãng được. Nha? Tại vì hai người này đứng dưới lạc là liability. LAC là một cái dạng khác nữa. LAC, từ đó giờ Danny chưa nghe, thì nghe là LLC. Limited partnership is more regulated than general partnership. Agreement must be in writing. Only general partner have liability for partnership debt and obligation. Nó nói nó thành ra tại vì người ta sợ cái người partner người ta làm xấu, cho nên luôn luôn tất cả đó nó có ở trên contract hết là ai chịu phần nào phần nào. Nhưng mà ở trong cái general partnership á, thì nó không có. Thì hai người nếu mà có debt là hai người chịu hết. Có lời thì hai người chịu luôn. Mà trong cái limited partnership thì mỗi người người ta làm sai gì người đó chịu. A limited partnership has at least one general partner plus one or more limited partner. Most California real estate syndicate are limited partnership. Limited partner has limited liability. Typically don't participate in management. Tức là hai người chung tiền với nhau mở cái hãng.
Nhưng mà hai người đó mướn một cái người run cái hãng. Chứ hai người đó không có run. Tại vì nếu mà hai người run luôn á thì nó trở lại thành cái dạng general. Nhờ vì nó limit cho nên hai người đồng ý đăng bản mướn một cái người CEO của run cái hãng. Thì hai người không có được quyền gì hết. Nó giống như một cái corporation. A corporation, artificial person with perpetual existence, make up of shareholder, board of director and corporate officer. Thường thường corporation á, là bao nhiêu người người ta hùng tiền vô để người ta lập một cái hãng, rồi người ta mướn những người CEO, VP vô run cái đó. Corporation can own property, can incur debt, are subject to double taxation, profit at tax before distribution to shareholder, then tax again at ordinary income to stockholder. Bây giờ mình đứng tên làm chủ của một cái corporation hay mình mua cái stock của một cái corporation, thì khi mà cái hãng nó lên á, cái hãng nó bị đóng thuế, cái corporation nó đóng thuế. Sau khi nó đóng thuế xong á, nó trừ ra nó còn cái tiền lời đó thì nó share cho tất cả những người làm chủ trong đó. Thì khi mình nhận được cái tiền share đó về đó, cuối năm mình khai thuế chung với cái W2 của mình. Ví dụ như mình là chủ của một cái corporation, lương của mình 100.000 năm, nhưng mà cuối năm mình khai mình không khai 100.000, nếu cái hãng đó lời, cái hãng đó lời nó chia mình tiền lời thêm 50.000 nữa, thì cái W2 mình khai nó là 150.000 chứ không có là 100.000. Shareholder là những người mà own share in corporation have no managerial control, are liable only up to value of their stock. Bây giờ nói chuyện là mình mua stock của Apple. Ha? Ngày hôm nay Apple cái stock nó lên 5.000 đi. Thì nếu mà cái hãng nó buôn bán lỗ hay nó ăn gian hay nó chia đinh gì đó, nó bị sụt, thì mình đó chỉ có mất cái stock 5.000 đó thôi. Những cái người su mình không được su vô cái property của mình. Tại vì mình lời mình cũng chỉ có lời 5.000 đó thôi. Ha? Yeah. Và mình đâu có tiếng nói gì ở trong cái hãng Apple. Hãng Apple nó muốn mướn người, đuổi người, nó muốn chế ra cái iPhone mới, nó chế. Mình chỉ mua stock đó thôi. Yeah. Giống như mình ngồi trên bàn, mình chơi đánh bài thôi. Mình đặt như thì mình lời bằng đó thôi. Ha? LLC viết tắt chữ Limited Liability Company may be organized like partnership or like corporation. Owner are core member. Income not taxed at entity level, so no double taxation. Owner have limited liability. Thì nếu mà mình làm chủ ở dưới những cái Limited Liability Company đó, thì cái tiền thuế của hàng năm á, nó chia ra, rồi mình lấy cái đó về mình làm thuế riêng của mình, chứ nó không có đóng thuế giống như các corporation. Thì do mình chỉ trả một thuế thì chúng phải hai thuế. Và ví dụ như cái hãng mà đang gian á, nó bị su ra tòa đó, mình cũng không sợ mất nhà mất cửa, tại vì nó chỉ su, tại vì mình đứng dưới dạng limited liability. Limited tức là cái hãng đó nó mua bảo hiểm bao nhiêu, chính phủ chỉ su nó bằng đó thôi, không có được su vô trong cái tư nhân của người chủ. Real Estate Investment Trust, viết tắt là REIT, tức là One or More Trustee Manage Real Property for Benefit of Investor. The benefits, nó còn gọi là beneficiary. Investor liability is limited to amount of investment. Thì same thing, cái Real Estate Investment Trust đó, thì nó giống như là cái Limited Liability Company. Nó chỉ, ví dụ mình làm sai hay gì đó, mình chỉ bị, cái hãng nó bị đền thôi, cái investment fund nó chỉ đền nó thôi.
chứ nó không có cản vào trong cái personal property của mình. And real estate investment trust qualify for special tax treatment must have at least 100 investor. Thì nếu mà mình muốn mở một cái chi nhánh để mình invest vào trong real estate đó, thì mình ít nhất là mình phải có 100 người invest trong đó. Thứ nhì nữa đó là mình được cái special tax, chứ không phải dù như mình đi làm được 100,000 thì mình đóng thuế trên 100,000. Nhưng mà những cái invest corporation này đó, nó được một cái thuế đặc biệt cho nó. Summary của những cái mà mình mới học là general partnership, limited partnership corporation, limited liability company với lại real estate investment trust. Way of holding title, condominium and cooperative. There are two types of property that combine element of individual ownership and concurrent ownership. Cái là condominium, đúng không? Condominium á, là một cái tòa building mà có nhiều cái người homeowner ở trong từng cái unit một. Thành ra mình khi mà mình biết là cái title mà nó đứng hai người trở lên nó gọi là concurrent ownership. Thành ra là ở trong cái condo đó nó gọi là concurrent ownership tại vì nó có nhiều cái chủ nhà trong đó. Condominium are usually residential and resemble an apartment complex. Đúng không? Cái condo nó giống như cái apartment nhưng mà chỉ có một cái là nó xây chung một cái building cao. Còn cái apartment thường thường thì nó có một tầng. Resident own individual unit in several tiers. Đúng không? Trong một cái condo đó nó có nhiều chủ nhà, nó gọi là concurrent ownership. Nhưng mà ở trong cái condo nó lại có từng cái nhà nhỏ một, mà từng cái nhà nhỏ một đó nếu một người đứng own cái unit đó thì nó gọi là severalty ownership, nhớ không? Khi mình đứng thay đô hồi đầu giờ mình học đó. Yeah. Share ownership of common element. Common element tức là gì? Cái đường đi vô trong cái hallway. Share element là cái cầu thang máy, cái hồ bơi, nó share chung. Common element part of a condominium property that are usable by all residents. Cái ground, elevator, hallway, swimming pool, những cái mà Danny mới nói sao. Buyer of condominium unit receive deed for unit. Finance purchase with separate loan, obtain separate title insurance policy, pay separate tax. If lien against one unit is foreclosed, other units are not affected. Đúng không? Cái người làm chủ của một cái phần nhỏ của cái condominium đó là người chịu hoàn toàn trách nhiệm của cái unit đó. Giờ cái condominium nó có 100 người, một trăm cái nhà nhỏ trong đó. Một cái nhà đó nó bị bankruptcy, nó bị nhà băng tịch thu. Nhà băng không tịch thu nguyên cái condo đó được. Tại vì mỗi người ôn khác nhau. Nhà băng chỉ tịch thu ngay cái unit mà của cái người người ta giật tiền thôi. Và mỗi một cái nhà, mỗi cái người chủ đó đó, người ta mượn loan riêng nhau. Người ta mua insurance khác nhau, chứ người ta không mua giống nhau. Ở trong cái condominium á thì nó có một cái ban đại diện để nó lo tu sửa cái condo thì nó gọi là governing board, thì nó được elected usually managed condominium and enforcing rule. Condominium seller must give protective buyer copy by law latest financial statement CC&R for the project. Khi mình mua một cái condo đó thì cái người chủ cái condo đó bắt buộc phải đưa mình những cái giấy, những cái điều kiện, những cái luật mà ở trong cái condo đó nó bắt mình khi mình ở đó mình phải làm gì. Ví dụ như sau 9 giờ mình không được làm ồn, mình muốn mời khách tới thì đậu xe ở đâu, thì tất cả những cái đó nó ở trong cái CC&R. Condominium use. Condominium can be designed for residential, commercial or industrial use. Thì có nhiều cái condo đó nó chỉ cho những cái người những cái khách buôn bán thôi. Có nhiều nhưng mà thường nó là cho cái người ở.
residential nhiều hơn. Condo and co-op, tức là viết tắt của chữ cooperative. Ready residential co-op might look like condominium, but ownership structure is very different. Title held by corporation. Residential, resident-owned sand corporation have long-term lease on unit. Mấy cái hãng xưởng á, nó hay mướn dài hạn mấy cái condo. Thì khi nó mướn dài hạn vậy đó, thì nó mua cái condo đó, nó đứng dưới tên cái hãng, tiếng gọi là cooperative. Ví dụ như Apple, nó mua những cái condo ở bên New York, ở bên Massachusetts, để khi mà cái người nhân viên của nó hay là cái người chief executive officer của nó muốn đi qua kia để thăm những cái hãng kia đó, thì thay vì nó phải trả tiền khách sạn cho người ta, nó có nhà rồi nó đưa người ta ở đó. Ha? Thì cái dạng mà corporation nó own những cái unit của cái condo đó, nó gọi là cooperative. Cooperative project is financed with single mortgage, tax as single property. Same thing, nó đóng thuế hay nó mượn loan, nó cũng giống như là mình mua một cái unit thường. Rent paid to corporation is proportional rate, share of co-op expenses. If one tenant fails to pay rent, other tenant must cover to avoid foreclosure. Cái khác giữa cái người ta mua cái condo và cái những cái hãng nó chung tiền nó mua một cái condo. Bây giờ hai ba cái hãng nó chung nhau nó xây một cái condo. Mỗi một hãng nó own thí dụ như 10 unit. Nhưng mà nếu một cái hãng nó không trả đó, những cái hãng kia bắt buộc phải phục nó trả luôn. Tại vì khi nó xây cái condo đó, nó chỉ mượn một cái loan, chứ không phải mỗi một hãng nó mượn riêng cái lỗi nha. Tất cả nó ký vô là nguyên một đám năm cái hãng khác nhau, nó ký vô nó mượn cái loan mấy tỷ đồng nó xây cái condo đó. Thành ra một cái đứa mà nó không trả, nguyên đám kia phải trả chung. Giống như mình đi mượn loan mà có người cô sai cho mình không trả là người cô sai phải trả. Thì những cái hãng xưởng nó mua cái condo, nó xây condo, nó phải bắt buộc như vậy luôn. Rồi, summary của cái condo với lại cái co-op. Condominium mình biết rồi, common element, wooden board and cooperative, và thường thường cho mấy cái hãng xưởng nó mua những cái building, những cái condo nó xây chung nhà. Đó là hết chapter 2 luôn. Rồi, thì gặp anh chị 2 tuần sau ha. Dạ. Anh còn tuần tới có người khác. Tuần tới có thể là anh Thomas Đào. Dạ. Dạ. Để đi không recommend được nhớ không? Cái luật không cho recommend. Không, cái luật không cho. Cái luật không cho. Cho nên là Danny không nói được. Dạ, cái đó giữa hai vợ chồng chị bàn với nhau. Để mình không có